Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 67. Kiếm hạt tử, ta muốn cùng ngươi tử chiến. Thanh âm độc cô tướng đình gào thét chấn nhiếp cửu tiêu, hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt hư không xung quanh, đem hắn che đậy ở trong đó. Ngươi phải biết, hiện tại thân ngươi đã không có gì, cũng không có gì có thể đổi lấy tính mệnh ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn độc cô tướng đình một cái, lại nói, huống chi, ta chỉ là thực hiện điều kiện thứ nhất mà thôi, lưu cho ngươi cái quần lót đã là ta khách khí với ngươi. Khóe miệng đám người giật một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau đụng tới kiếm hạt tử, nhất định có bao xa tránh bao xa. Bất quá hồi tưởng trước đó Tiêu Phàm nói chuyện, hắn xác thực không có nói sai, điều kiện thứ nhất chính là tất cả trên người ngươi thuộc về ta. Tất cả những thứ này tự nhiên bao quát y phục hắn, Tiêu Phàm cho hắn mặt mũi mới không có đem hắn lột sạch, chính như Tiêu Phàm nói, cái này đã tính là thập phần khách khí. Độc cô tướng đình mặc dù phẫn nộ nhưng không dám tiếp tục cùng Tiêu Phàm giao phong, hôm nay bại, muốn thắng Tiêu Phàm cơ hồ không có khả năng, trừ phi có thể vững chắc tu vi, hoặc là lĩnh ngộ chiến kỹ càng cường đại. Hừ, kiếm hạt tử, ngươi đừng đắc ý, lần sau gặp được ngươi ta nhất định đem sỉ nhục hôm nay trả lại gấp đôi cho ngươi. Độc cô tướng đình hừ lạnh một tiếng. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, cùng Tiêu Linh Nhi đi ra ngoài cung điện. Tiêu Phàm thả hồn lực ra, trong nháy mắt bao phủ vài dặm xung quanh, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đó là quái vật gì? Tiêu Linh Nhi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn kêu lên, khó nén chấn kinh trong lòng. Bên ngoài mấy dặm, từng đầu xúc tu to lớn như thần binh lợi kiếm xuyên thủng thiên vũ, uy thế kinh người. Những xúc tu cuối cùng này là một đầu quái vật khổng lồ trên trăm trượng, phát ra từng đợt thanh âm khàn khàn hét giận dữ. Giữa những xúc tu kia có mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng xuyên toa, từng đạo kiếm khí sắc bén cùng đao mang tàn phá hư không, đang cùng quái vật khổng lồ kia giao chiến tại cùng một chỗ. Trên người quái vật khổng lồ đầm đìa máu me, hiển nhiên là bị thương rất lớn, cùng mấy đạo thân ảnh giao chiến lại ở vào thế hạ phong. Chọc mệnh thiên vĩ làm sao yếu như vậy? Hồn lực Tiêu Phàm trong nháy mắt nhận ra lai lịch quái vật khổng lồ kia, chính là chọc mệnh thiên vĩ, sắc mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn trước đó là cùng chọc mệnh thiên vĩ giao chiến qua, nếu như không có u linh chiến hồn, Tiêu Phàm tuyệt đối không phải đối thủ nó. Dù là hiện tại đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể một mình chiến thắng nó. Dù sao, gia hỏa này cho dù không phải chiến thần cảnh, đoán chừng cũng kém không bao nhiêu. Không đúng, nơi này là Lâu Lan cổ địa, cấm chỉ áo nghĩa chi lực. Coi như nó là chiến thần cảnh cũng không phát huy hết toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn biết chọc mệnh thiên vĩ vì sao sẽ yếu như thế, kỳ thật cũng không phải là nó thực yếu mà là thực lực bị áp chế, hơn nữa phải tiêu hao thực lực ngăn cản cỗ áp lực kia. Trước đó Tiêu Phàm chiến lui chiến thần cảnh chiến thiên cửu chính là nguyên nhân này, cũng không phải là thực lực Tiêu Phàm biến thái. Chỉ là... Tiêu Phàm nghi hoặc là chọc mệnh thiên vĩ không phải lấy thọ nguyên cùng huyết khí làm thức ăn à, làm sao không làm gì được những người kia. Chẳng lẽ những người này mệnh cách cũng cường hãn như thế, đã đến cấp độ mà chọc mệnh thiên vĩ không cách nào giết chết. Giống, chọc mệnh thiên vĩ phẫn nộ gào thét, nó ra sức hướng không trung phóng đi, nhưng mà lại bị mấy người đối diện kia ngăn lại. Hồn lực Tiêu Phàm bắt được ba đạo bóng người, hơn nữa khí tức mỗi người phát ra đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Huyết khí cực kỳ dồi dào cùng tràn đầy. Nghiệt xúc, thần phục bản thần tử, bằng không đừng trách bản thần tử ra tay vô tình. Một tiếng quát lớn quanh quẩn tại hư không. Ngay sau đó, chỉ thấy một thanh niên nam tử khoác chiến bào màu trắng, cầm trong tay thần kiếm một bước xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu chọc mệnh thiên vĩ. Thần kiếm trong tay hắn phóng sát phạt chi khí cường đại, tựa như phía dưới chiến thần cảnh đều là sâu kiến. Hồn lực Tiêu Phàm vừa mới tới gần hắn liền bị nghiền ép vỡ nát, thanh niên kia bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, trong con ngươi lộ ra một cỗ băng lãnh và khinh thường. Trong chớp nhoáng, Tiêu Linh Nhi cũng rốt cục thấy rõ bộ dáng thanh niên chiến bào màu trắng. Hắn có một đôi con ngươi đen kịt thấu triệt, thâm thúy vô cùng, mũi cao thẳng, khuôn mặt đầy đặn lộ ra một cỗ tuấn dật. Mái tóc đen dài trong gió bay lên, trên đầu ghim một búi tóc đạo đồng. Cho người ta một loại cảm giác ngọc thụ lâm phong, tư thế hiên ngang, hơn nữa rất có chi khí tiên phong đạo cốt. Là hắn,
Tiêu Linh Nhi đột nhiên kinh ngạc nói, con ngươi nàng gắt gao nhìn chằm chằm bạch bào thanh niên. Hắn là ai? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn cảm thụ trên thân người kia có một cỗ khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này dù là trước đó trên người Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tướng Đình đều không cảm thụ qua, không cần nghĩ cũng biết người này khẳng định so với Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn mạnh hơn không ít. Đây là Chiến Hoàng Thiên một trong thập đại yêu nghiệt, nghe đồn hắn cầm đầu thập đại yêu nghiệt. Đồng thời, hắn cũng là thần tử Chiến Thần Điện, Tiêu Linh Nhi hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch thần tử là có ý gì, thần chi tử Chiến Thần Điện đây chính là người nối nghiệp tương lai vị trí điện chủ Chiến Thần Điện. Mặc dù hiện tại sinh mệnh điện chủ Chiến Thần Điện kéo dài vô cùng, cả một đời thần tử cũng chưa chắc có thể trở thành điện chủ Chiến Thần Điện, nhưng đây cũng là biểu tượng thực lực và địa vị. Bất quá bây giờ hiện tại cũng không có chấn kinh thân phận Chiến Hoàng Thiên, mà là kinh ngạc thủ đoạn hắn, lại có thể đem Trọc Mệnh Thiên Vĩ bước đến cấp độ này. Giống, Trọc Mệnh Thiên Vĩ vẫn phẫn nộ gầm thét, một đầu xúc tu gào thét mà ra, muốn diệt sát Chiến Hoàng Thiên. Tự tìm cái chết. Người đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách bản thần tử không khách khí. Khóe miệng Chiến Hoàng Thiên lộ ra một vòng cười tà, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Khinh thường Trọc Mệnh Thiên Vĩ, nếu như Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, chẳng lẽ Chiến Hoàng Thiên thực cường đại như thế, cường đại đến không nhìn Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Cũng ngay tại lúc này, quanh thân Chiến Hoàng Thiên đột nhiên tách ra quang mang chói mắt, quang mang hiện ra ba màu vẻ. Tại mi tâm hắn còn có một khỏa tam thải tinh thể tản mát ra màu da cam. Tinh thể cũng lớn cỡ nắm tay nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, thời khắc ba màu quang mang xuất hiện, xúc tu Trọc Mệnh Thiên Vĩ bỗng ngưng một cái, sau đó run rẩy thu trở về. Mặt khác hai người kia lại có chút không ngẩng đầu lên được, hai chân cũng có chút như nhũn ra, so sánh với Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong chớp nhoáng, giữa thiên địa giống như đứng im. Trên mặt Chiến Hoàng Thiên lóe qua ý cười, tam thải tinh thể ở mi tâm hắn như ẩn như hiện. Ta làm sao đối với hắn không có bất kỳ địch ý nào. Tiêu Linh Nhi nhìn Chiến Hoàng Thiên, trong miệng chậm chạp nói, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống. Linh Nhi, ngươi làm sao? Tiêu Phàm không biết nơi xa phát sinh cái gì, hắn chỉ biết rõ trạng thái Tiêu Linh Nhi giờ phút này rất không tốt. Tiêu Linh Nhi tựa như căn bản không nghe được hắn lời nói, Tiêu Phàm đứng dậy. Đi đến cạnh Tiêu Linh Nhi, lấy tay khoác lên trên người Tiêu Linh Nhi, lại hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao? Ca, ta vừa làm sao? Tiêu Linh Nhi giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cũng đúng lúc này, Chiến Hoàng Thiên nơi xa đột nhiên quăng tới quang mang khác thường, hắn giống như rất hiếu kỳ Tiêu Phàm vì sao sẽ không có việc gì. Bất quá rất nhanh lại quay đầu lại, ánh mắt ngưng tụ trên người Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Vừa nãy ngươi giống như mất hồn. Ngươi thấy cái gì? Tiêu Phàm cau mày một cái. Giờ phút này hắn mới nhận thức đến, con mắt mù chỗ xấu, mặc dù hồn lực có thể bắt bốn phía, nhưng lại không tới gần được tu sĩ cường đại. Ta nhìn thấy mi tâm hắn có một khỏa tam thải tinh thể, vừa trong nháy mắt, ta liền mất đi bản thân. Tiêu Linh Nhi nói ra, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Vừa nãy, nếu như đối phương muốn nàng chết, nàng cũng không có bất cứ chút do dự nào. Tam thải tinh thể, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, một tam thải tinh thể liền có thể khống chế tâm thần một người, trong mắt Tiêu Phàm đều là vẻ không tin, Tiêu Linh Nhi không có khả năng lừa hắn. Trong lòng hắn thì đang nghĩ, nếu như bản thân cũng nhìn thấy tam thải tinh thể, phải chăng cũng sẽ mê thất bản thân. Nguy hiểm, đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Tiêu Phàm, về sau gặp gỡ Chiến Hoàng Thiên nhất định phải cẩn thận đối đãi. Giống, bành. Trọc Mệnh Thiên Vĩ phẫn nộ tới cực điểm, bên trong thanh âm đều là vẻ sợ hãi, xúc tu nó điên cuồng đập tứ phương, tựa như chống cự một loại uy áp nào đó. Nhiệt xúc, còn không quỳ sát, Chiến Hoàng Thiên lại quát, hắn từng bước một hướng về Trọc Mệnh Thiên Vĩ đi đến, uy áp đáng sợ quét sạch giữa thiên địa. Giống cũng đúng lúc này, Trọc Mệnh Thiên Vĩ tựa như phát cuồng, đột nhiên hướng về vị trí Tiêu Phàm đánh tới. Trọc Mệnh Thiên Vĩ bất thình lình cử động làm Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ, cũng không phải lo lắng bản thân, mà là lo lắng Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim. Hắn không sợ Trọc Mệnh Thiên Vĩ, cũng không đại biểu Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim có thể ngăn cản năng lực quỷ dị kia. Linh Nhi, Tiểu Kim, không nên phản kháng. Tiêu Phàm vội vàng quát khẽ, lần này Tiêu Linh Nhi cực kỳ phối hợp, hắn đưa tay vung lên, Tiêu Linh Nhi liền tại chỗ biến mất,
biểu hiện là bị hắn đưa vào trong không gian bí cảnh. Tiểu Kim, ngươi, không cách nào đem Tiểu Kim đưa vào trong không gian bí cảnh, Tiêu Phàm cũng có chút nóng nảy. Tiểu Kim lại nổi giận gầm lên một tiếng, lông tóc toàn thân dựng đứng, con mắt màu vàng óng lạnh như băng nhìn chằm chằm chọc Mệnh Thiên Vĩ, không có chút nào sợ hãi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ đành phải sẵn sàng đón địch, chuẩn bị chém giết. Chọc Mệnh Thiên Vĩ điên cuồng chạy trốn, mặt đất cát bay đá chạy, mấy hơi thở liền xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa. Đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt có hơi nước đảo quanh tựa như một hài tử bị khi phụ, hướng đại nhân xin giúp đỡ. Mặc dù mắt nhìn không rõ nhưng hồn lực Tiêu Phàm lại bắt được tất cả những thứ này, trong lòng càng có thể cảm thụ đến tâm tư Chọc Mệnh Thiên Vĩ giờ phút này. Cầu cứu, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, ta cùng ngươi hình như là địch nhân đi, ngươi đang cầu cứu ta. Nhiệt xúc, còn muốn chạy, vậy liền chết đi. Chiến Hoàng Thiên gầm thét một tiếng, tốc độ của hắn rất nhanh, quang mang ba màu vụt sáng, như có chút không ổn định. Rất hiển nhiên, cỗ lực lượng này mặc dù có thể trấn áp Chọc Mệnh Thiên Vĩ, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, từ khi bắt đầu sử dụng đến hiện tại cũng liền mười mấy hô hấp mà thôi. Phù sinh vạn nhận, chảm, theo Chiến Hoàng Thiên hét lớn một tiếng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm kim quang lóng lánh, kiếm thể thập phần nặng nề, tản ra một cỗ khí tức không thể địch nổi. Một đạo kiếm khí tại hư không nở rộ, trực tiếp xé mở hư không, khí thế bá đạo làm tất cả trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, như sâu kiến. Phía dưới cỗ uy áp kia làm Tiêu Phàm đều có chút ngưng trọng, trong đầu hắn toát ra mấy chữ, hoảng sợ chi uy, vô thượng thần kiếm. Hoàng Thiên Thần Kiếm, hồn lực Tiêu Phàm vừa mới chạm đến trường kiếm kim sắc, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Bất quá, Tiêu Phàm lại nhận ra lai lịch trường kiếm trong tay hắn, cái này lại là một chuôi thần kiếm, dù là bên trong thần binh cũng xếp hàng trên. Cảm thụ đến cỗ uy áp to lớn kia, khuôn mặt Tiêu Phàm cũng trở nên lạnh lùng, kiếm này rõ ràng là muốn chém giết cả hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì Chọc Mệnh Thiên Vĩ chạy về phía mình? Chiến Hoàng Thiên hắn liền muốn trong nháy mắt diệt sát mình. Nghĩ vậy, sát ý trong lòng Tiêu Phàm dần sinh, hắn nguyên bản còn muốn lập tức rời đi, nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Trong bàn tay, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chuôi đoạn nhận, hắc khí đáng sợ mãnh liệt cuộn trào ra, một cỗ hùng uy ngập trời quét sạch thiên địa, so sánh với Hoàng Thiên Thần Kiếm cũng không yếu hơn. Lục thần nhị thức, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Trong nháy mắt thiêu đốt mấy giọt tu la thần lực, khí thế của hắn tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một trận phong bạo cuồng mãnh. Chỉ một thoáng, đoạn nhận đồ thần đao trong tay hắn đột nhiên phóng quang mang đen kịt, tựa như chữa trị hoàn toàn, sau lưng Tiêu Phàm hiện lên một đạo đao ảnh to lớn. Đồ thần đao nhấc lên, đao ảnh nghịch thiên chém ra, nắm giữ chỉ uy trảm thiên, vô cùng đáng sợ. Oanh long long, đao quang kiếm ảnh tại hư không đâm vào cùng một chỗ. Thanh âm đinh tai nhức óc phóng ra bốn phương tám hướng, toàn bộ hư không đều bị vô số kiếm khí cùng đao khí xé nát. Sóng gió cuồng bạo thổi đến làm Tiêu Phàm rút lui ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lục phủ ngũ tạng thể nội bốc lên không thôi. Mà Chiến Hoàng Thiên phía trên không trung lại tại chỗ bất động, thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một con kiến hôi, sâu kiến hơi gây nên hiếu kỳ. Tự tìm cái chết, dám ngăn trở thần tử đường. Chiến Hoàng Thiên còn chưa mở miệng, hai người trẻ tuổi phía sau liền phẫn nộ xông lên. Người chưa đến, sát khí lạnh lẽo đã bao phủ Tiêu Phàm, sát khí thực chất hóa như lợi kiếm cắt thân thể Tiêu Phàm, bất quá xung quanh Tiêu Phàm phóng một đạo hồn lực quang cháo, đem sát khí kia ngăn cản ở ngoài. Tiêu Phàm lau máu tươi khóe miệng, ngẩng đầu, nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên trên không trung, về phần hai cấp dưới của hắn, hắn liền nhìn đều không nhìn một chút, đương nhiên. Cho dù hắn muốn nhìn cũng nhìn không thấy. Nguyên lai là tên mù. Nhìn thấy Tiêu Phàm đóng chặt hai mắt, một người trong đó khinh thường nói. Bọn hắn vốn định giết, lại nhìn thấy Chọc Mệnh Thiên Vĩ liền ngăn cản trước người bọn họ, muốn giết Tiêu Phàm khẳng định phải vòng qua Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nhưng trong lòng thì cực kỳ không bình tĩnh, Chiến Hoàng Thiên không hổ là đứng đầu thập đại yêu nghiệt, lần đầu giao phong, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong. Cùng tuổi một đời, Tiêu Phàm vẫn cho là mình đã xem như vô địch, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Không nói Chiến Hoàng Thiên, chính là hai thuộc hạ kỳ thật cũng coi là thiên tài,
hai người nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, lại đã là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Hơn nữa, hai người đối với chiến hoàng thiên tràn ngập kính sợ, mảy may không có làm ra vẻ cảm giác, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh chiến hoàng thiên cường đại. Có thể tiếp nhận ta 3 phần sức mạnh, thực lực ngươi miễn cưỡng có thể trở thành tùy tùng của ta. Rốt cục, chiến hoàng thiên nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có một tia thưởng thức. Nghe nói như thế, hai cấp dưới trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, phải biết, bọn hắn có thể trở thành tùy tùng chiến hoàng thiên là đã tốn nhiều năm cố gắng, từ bên trong vô số thiên tài giết đi ra. Mà tiểu tử này lại có thể làm chiến hoàng thiên khâm điểm, đây là sự tình chưa bao giờ có. Người trẻ tuổi, thần tử nguyện ý thu ngươi làm tùy tùng là phúc phận ngươi 18 đời tu luyện, mộ tổ tiên nhà ngươi cũng khẳng định bốc khói xanh, còn không đến bái kiến thần tử. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, một hắc bào thanh niên trong đó lập tức quát lạnh nói. Chúc mừng huynh đệ, ta biết rõ ngươi khẳng định kích động, ngươi và ta về sau phải tận tâm tận lực làm việc vì thần tử. Một hôi bào thanh niên khác cũng nói. Nếu như Tiêu Phàm không mù, giờ phút này trong mắt nhất định sẽ toát ra ánh mắt nhìn đồ đần. Nghe được mấy người nói, trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, không mặn không nhạt nói ra, các ngươi ưa thích trở thành nô tài cũng không đại biểu đầu gối mỗi người đều mềm như các ngươi. Tiêu Phàm là người nào, há lại sẽ quỳ gối người khác. Nếu như để cho người ta biết rõ đường đường Tu La Điện chủ sẽ thần phục một thần tử chiến thần điện, đoán chừng thế nhân đều sẽ cười đến rụng răng. Mọi người đều biết, lịch đại Tu La Điện chủ cho tới bây giờ đều chỉ có đứng chết, không có quỷ sinh. Huống chi, chiến hoàng thiên mặc dù rất mạnh, nhưng Tiêu Phàm cũng không phải yếu đuối. Chiến hoàng thiên nói hắn chỉ dùng 3 thành thực lực, nhưng Tiêu Phàm hắn đã dùng toàn lực sao? Nếu như Tiêu Phàm dùng toàn lực, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Coi như không phải đối thủ chiến hoàng thiên nhưng hắn muốn mà nói, ai có thể ngăn được hắn. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, chiến hoàng thiên cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Người trẻ tuổi, người biết thần tử là ai không? Người áo đen phẫn nộ kêu lên, thần tử bọn hắn chính là thần trong lòng bọn hắn, tiểu tử này vậy mà không biết tốt xấu, cái này khiến bọn hắn như thế nào không giận đây? Thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên, nếu như là trước đó hắn còn thực không biết, nhưng coi như biết, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường, nói, biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào. Ngươi, hắc bào thanh niên bị câu nói Tiêu Phàm làm sặc đến không nhẹ, khóe mắt thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên. Đầu gối ngươi rất cứng. Lúc này, đột nhiên chiến hoàng thiên mở miệng nói. Hai tên cấp dưới vội vàng lui sang một bên. Khóe miệng cười lạnh, trong lòng châm chọc nói, dám đắc tội thần tử, nhìn ngươi chết như thế nào. Không mềm. Tiêu Phàm không hề bận tâm, chỉ cần dưới chiến thần cảnh, hắn liền có tự tin vô địch, nếu như ngươi nguyện ý làm tùy tùng ta, ta ngược lại là không ngại. Để chiến hoàng thiên trở thành tùy tùng hắn, hai thanh niên nghe nói như thế đã bị dọa sợ, tiểu tử này thật đúng là không phải tùy tiện bình thường, lại dám cùng thần tử bọn hắn nói chuyện như thế. Bọn hắn thực sự không thể tin được, bên trong cùng tuổi một đời còn có ai xứng để chiến hoàng thiên làm tùy tùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn hắn nhìn đến, cho dù là thần cũng không được, bởi vì chiến hoàng thiên sớm muộn sẽ phóng ra một bước này. Ta không thích người tùy tiện. Chiến hoàng thiên lắc đầu, liền tựa như một trưởng bối đang cùng một tên tiểu bối nói chuyện. Vừa nãy hắn là thật muốn thu Tiêu Phàm làm tùy tùng. Nhưng hiện tại hắn đã bắt đầu sinh một tia sát ý. Bất quá, hắn vẫn không có dục vọng xuất thủ, hắn thấy, bên trong cùng tuổi một đời cơ hồ không có người xứng để hắn xuất thủ. Những người thập đại yêu nghiệt khác không được, Tiêu Phàm càng thêm không được. Ta cũng không thích ngươi tùy tiện. Tiêu Phàm cũng lắc đầu, chiến hoàng thiên ngươi xuất thủ chính là muốn giết người, há miệng chính là muốn thu người khác làm tùy tùng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão thiên gia sao? Liền xem như lão thiên gia thì như thế nào, tiểu gia cũng có thể đem ngươi đâm thủng. Thần sắc chiến hoàng thiên hơi hơi lạnh lẽo, khoát tay một cái nói, giết. Giết, chiến hoàng thiên ngữ khí liền tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa, mặc dù hắn hiện tại đã rất ít xuất thủ giết người, nhưng người chết ở trong tay hắn cũng không ít. Đối với chiến hoàng thiên mà nói, giết mấy người chỉ đơn giản như uống nước. Sát ý trên người Tiêu Phàm như ẩn như hiện.
Tiêu Phàm hắn tự nhận là đối nhân xử thế cũng coi như tùy tiện, nhưng so với Chiến Hoàng Thiên mà nói, hắn phát hiện bản thân thực không tính là gì. Chí ít, Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ đều sẽ không tùy ý giết người bừa bãi, hơn nữa người không quen biết căn bản không có nguy hại lợi ích của hắn. Nhưng Chiến Hoàng Thiên lại khác, liền bởi vì Tiêu Phàm ngăn khuất trước mặt Trọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn liền muốn giết Tiêu Phàm. Liền bởi vì Tiêu Phàm không nguyện ý trở thành tùy tùng hắn, hắn cũng phải giết Tiêu Phàm. Luận sát tính, trước mặt Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm đều có chút tự thẹn không bằng. Người trẻ tuổi, nếu như đời sau còn có thể làm người, nhớ kỹ có ít người không phải người có thể đắc tội. Thanh niên áo bào đen kia dẫn đầu đi tới, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lộ ra khát máu lạnh ý. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa thì bạo phát, con người thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như hướng Tiêu Phàm thỉnh cầu xuất thủ. Thịt sư tử này hẳn so với bạch tuộc ăn ngon hơn, thần tử, đêm nay chúng ta có thể có bữa ăn ngon. Một hôi bào thanh niên khác đột nhiên cũng bay tới, con người nhìn chằm chằm Tiểu Kim, tựa như nhìn thấy món thịt nướng. Giống, lúc này, Tiểu Kim cũng nhìn không được nữa hóa thành một vệt sáng nhào về phía hôi bào thanh niên, một hồn lực chi chảo từ hư không hạ xuống. Hôi bào thanh niên cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy một đạo khí tức hủy diệt từ cửu thiên hạ xuống, dưới một chảo kia, hết thảy đều sẽ hóa thành cho bụi. Cửu giai đỉnh phong, ngược lại là một đầu tỏa kỵ tốt. Nơi xa, trong mắt Chiến Hoàng Thiên lóe lên vẻ kinh dị, hắn lại không phát hiện tình huống hôi bào thanh niên giờ phút này. Chiến Hoàng Thiên cảm thụ một chảo Tiểu Kim không khủng bố, nhưng hôi bào thanh niên lại kém chút sụp đổ, hắn nhe răng trợn mắt, dốc hết toàn lực, một quyền hướng về không trung giận oanh đi. Long tượng chi lực, phá, quyền cương to lớn liền tựa như một đầu man long bộc phát ra uy thế không thể địch nổi, đón lấy móng vuốt Tiểu Kim. Trong mắt Tiểu Kim đều là vẻ khinh miệt, tựa như cực kỳ khinh thường hôi bào thanh niên ở trước mặt hắn sử dụng lực lượng long, cũng khó trách Tiểu Kim xem thường như thế, nó sử dụng là thần long chi lực A. Oanh, hồn lực chi chảo của Tiểu Kim rơi xuống, quyền cương thế mà nổ tung, móng vuốt tiếp tục rơi xuống, hung mãnh hướng về người áo bào. Thần tử, cứu ta! Người áo bào ra sức gào thét, hắn phát hiện lực lượng bản thân trước mặt Tiểu Kim căn bản không có bất kỳ sức phản kháng gì. Liền tựa như một đứa trẻ 3 tuổi cùng một người trưởng thành liều nắm đấm, đây hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt bỗng tăng tốc hung hăng đập vào trên người hôi bào thanh niên, đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong, hôi bào thanh niên liền một tiếng hét đều không phát ra, chết không thể chết lại. Chết, ngay khi một móng vuốt Tiểu Kim chụp chết hôi bào thanh niên, Chiến Hoàng Thiên cũng rốt cục động thủ, thực lực Tiểu Kim vậy mà vượt qua hắn dự liệu. Hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn thủ hạ mình chết ở chỗ này đây? Nếu như dưới mắt Chiến Hoàng Thiên hắn mà chết, đó nhất định chính là một loại sỉ nhục. Đáng tiếc, coi như hắn chém một kiếm về phía Tiểu Kim, giữa hắn và Tiểu Kim chẳng biết lúc nào lại có một đạo thân ảnh, chính là Tiêu Phàm, đồ thần đao trong tay hắn lại lần nữa chém ra. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Tiểu Kim vậy mà cường đại như thế, liền chiến thánh cảnh đỉnh phong đều có thể miểu sát. Cũng không uổng nó được huyết thần long truyền thừa. Lục thần tam thức, lần này, Tiêu Phàm thi triển ra đệ tam thức bên trong lục thần thất thức, bây giờ linh hồn Tiêu Phàm đã có 4 phần, lĩnh ngộ chiến kỹ cũng không phải là khó khăn. Duy nhất có điểm khó chịu chính là lĩnh ngộ 3 thức phía trước lục thần thất thức cũng chỉ là tàn thức mà thôi, chỉ có thể phát huy ra uy lực cửu phẩm chiến kỹ. Oanh, đao kiếm chạm vào nhau, sóng gió cuồng bạo tứ ngược vùng hư không. Tiểu Kim cùng người hắc bào thanh niên còn lại đều bị một cỗ lực lượng bá đạo này đánh bay ra ngoài. Lần này, Tiêu Phàm vẻn vẹn lui ra phía sau một bước, mà đối diện Chiến Hoàng Thiên vậy mà cũng lui ra phía sau một bước, hai người thế lực ngang nhau. Nhưng mà theo Chiến Hoàng Thiên, đây quả thực là sỉ nhục hắn, so sánh với Tiểu Kim giết một thuộc hạ của hắn, hắn ngược lại không có phẫn nộ như thế. Người rất tốt, lại có thể đẩy lui ta. Âm thanh Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nói, hắn không phải đang khen ngợi Tiêu Phàm, trong giọng nói đều là sát ý, ngươi tên gì, ngươi cũng xứng chết ở dưới kiếm ta. Ngươi tưởng mình là gì? Tiêu Phàm cười lạnh, mặc dù hắn không thể không thừa nhận Chiến Hoàng Thiên rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất bên trong cùng tuổi một đời. Nhưng Tiêu Phàm hắn sao có thể yếu đây? Ai lại dám tùy tiện một câu định sinh tử Tu La Điện chủ? Đừng nói thần tử Chiến Thần Điện không được.
chính là điện chủ chiến thần điện cũng không được. Mệnh Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ đều do hắn nắm. Hừ, qua một lúc sẽ giết ngươi. Chiến Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên con người băng lãnh chuyển hướng Chọc Mệnh Thiên Vĩ cách đó không xa, Chọc Mệnh Thiên Vĩ đang từ từ hướng về nơi xa ngọa nguậy, hiển nhiên nghĩ thừa dịp này chạy trốn. Chết! Chiến Hoàng Thiên cũng không có động thủ với Tiêu Phàm, mà là đột nhiên thẳng hướng Chọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn thấy chết dưới tay hắn chính là Chọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, chờ giết Chọc Mệnh Thiên Vĩ, qua một lúc lại giết Tiêu Phàm cũng không muộn, đây chính là Chiến Hoàng Thiên tự tin. Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên lần nữa thẳng hướng bản thân, lòng Chọc Mệnh Thiên Vĩ muốn khóc, nó vừa mới cố ý họa thủy đông dẫn, chính là muốn mượn cơ hội chạy trốn. Nó đã chứng kiến thực lực Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên đánh nhau thì nó sẽ có cơ hội rất lớn sống sót rời đi. Nào sẽ nghĩ đến, Chiến Hoàng Thiên vậy mà vẫn muốn giết nó. Hô hô, mấy đầu xúc tu Chọc Mệnh Thiên Vĩ không chút do dự gào thét mà tới, trực tiếp xuyên thủng thiên vũ, cùng kiếm khí Chiến Hoàng Thiên đâm vào cùng một chỗ. Thật là giảo hoạt, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có dự định xuất thủ, nếu như không phải Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Tiêu Phàm hắn cũng không cùng Chiến Hoàng Thiên đối địch. Cũng không phải Tiêu Phàm sợ Chiến Hoàng Thiên, mà là hắn thập phần không thích bị người khác lợi dụng, càng khó chịu hơn khi bị một đầu xúc sinh lợi dụng. Đương nhiên, nếu như toàn lực cùng Chiến Hoàng Thiên chiến một trận, trong lòng Tiêu Phàm vẫn cực kỳ không yên lòng, chênh lệch một tiểu cảnh giới trước mặt cấp độ yêu nghiệt thiên tài không phải dễ dàng có thể di bổ như vậy. Thu liếm tâm thần, hồn lực Tiêu Phàm lần nữa bắt chiến đấu nơi xa. Chọc Mệnh Thiên Vĩ ra sức ngăn cản kiếm khí Chiến Hoàng Thiên, nó lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi, Chọc Mệnh Thiên Vĩ không phải chiến thần cảnh à, coi như ở Lâu Lan cổ địa tạm thời bị áp chế nhưng cũng không đến mức không chịu nổi như thế chứ. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện Chọc Mệnh Thiên Vĩ tựa như bị trọng thương, loại thương thế này tuyệt đối không phải lần trước hắn và U Linh chiến hồn biến thành. Chờ đã, nguyên nhân có phải vừa bị tam thải tinh thể hay không? Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống, hắn cảm giác Chiến Hoàng Thiên thập phần đặc biệt, về phần đặc biệt chỗ nào, hắn lại nói không lên lời. Giống Chọc Mệnh Thiên Vĩ phát ra tiếng gọi buồn bã, một đầu xúc tu xé mở hư không, thân hình khổng lồ muốn trốn vào hư không mà chạy. Giờ phút này Chọc Mệnh Thiên Vĩ cũng biệt khuất tới cực điểm, vô số tuế nguyệt đến nay, nó còn là lần thứ nhất bị một chiến thánh cảnh nhân loại áp chế như thế. Đừng nói thời kỳ tột cùng. Cho dù là hiện tại nó thụ thương, cho dù gặp phải tu sĩ chiến thần cảnh bình thường, nó cũng sẽ không e ngại. Nhưng trước mặt Chiến Hoàng Thiên, nó đường đường là thần thú mà không có bất kỳ sức phản kháng. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim lẳng lặng nhìn xem, hắc bào thanh niên cách đó không xa thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt đề phòng, tựa như sợ Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đánh lén. Hắn không biết là nếu như Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hợp lực giết hắn, coi như Chiến Hoàng Thiên cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Tiếng nổ mạnh vang thật lâu không dứt, nơi xa lại hấp dẫn đến không ít tu sĩ, mặc dù người trước đó bị Tiêu Phàm đuổi đi, nhưng một chút người không biết tình huống nơi đây vẫn như cũ không kiêng nể gì cả tới gần. Lúc bọn hắn nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên cùng Chọc Mệnh Thiên Vĩ chiến đấu, bọn hắn vội vàng tiềm phục âm thầm, căn bản không dám lên trước một bước. Hung danh Chiến Hoàng Thiên tại Chiến Thần Điện và cổ tộc như sấm bên tai, dù là tu sĩ thế hệ trước cũng không dám đắc tội. Không hổ là Chiến Hoàng Thiên, thậm chí ngay cả hung thú đều bị hắn áp chế. Bốn đầu hung thú ở mảnh cổ địa này đoán chừng cũng chỉ có thần tử có thể chém giết, phải biết, liền Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tướng Đỉnh bọn hắn liên thủ chiến một đầu hung thú đều bị trọng thương. Không sai, việc này ta nghe qua, thần tử không hổ là người đứng đầu thập đại yêu nghiệt, một mình đối mặt một đầu hung thú đều không thành vấn đề. À, kia không phải Kiếm Hạt Tử à? Hắn làm sao còn ở chỗ này? Những kẻ kia giấu người trong bóng tối cũng đang nghị luận lẫn nhau, tất cả bọn hắn đều bị thực lực Chiến Hoàng Thiên làm cho chấn kinh, cũng có một hai người nhận ra Tiêu Phàm, rất hiển nhiên là người trước đó đi mà quay lại. Tâm thần Tiêu Phàm một mực chú ý chiến đấu nơi xa, hắn cảm giác khí tức Chọc Mệnh Thiên Vĩ càng ngày càng yếu, như thế đoán chừng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Cứu ta đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên bên tai Tiêu Phàm. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ mờ mịt, không biết là ai cùng bản thân nói chuyện. Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào phía trên Chọc Mệnh Thiên Vĩ,
Trước mắt muốn bản thân xuất thủ cứu giúp có vẻ như chỉ có Trọng Mệnh Thiên Vĩ. Là ngươi đang nói chuyện cùng ta, Tiêu Phàm đáp lại nói. Là ta, cứu ta. Thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên, ngữ khí càng ngày càng khẩn thiết, Tiêu Phàm có thể cảm thụ đến khí tức nó càng ngày càng yếu. Tại sao ta phải cứu ngươi? Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới Trọng Mệnh Thiên Vĩ lại còn biết truyền âm, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái. Trọng Mệnh Thiên Vĩ đã từng là thần giai thần thú, dù hóa thành hình người đều có thể, lại làm sao không thể nói chuyện đây? Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có dự định xuất thủ. Thứ nhất hắn cùng Trọng Mệnh Thiên Vĩ xem như có thù, thứ hai coi như cứu nó cũng không nhất định sẽ không phản chiến đối mặt. Phải biết, năm đó Trọng Mệnh Thiên Vĩ công kích Chiến Hồn Đại Lục, bởi vì nó, Chiến Hồn Đại Lục tử thương vô số. Ta có thể để tiểu thiên địa ngươi nhanh chóng trưởng thành, nếu như ngươi lo lắng ta phản bội, ta nguyện ý lập lời thề. Trọng Mệnh Thiên Vĩ hoàn toàn không dám trễ nãi thời gian. Hiện tại nó tùy thời đều có thể mất mạng. Trước mặt tính mệnh nó đã không quan tâm thần phục người. Nếu như người nguyện ý thần phục ta, tại sao vừa nãy không nguyện ý thần phục hắn? Tiêu Phàm không phải người ngu, hắn không tin Trọng Mệnh Thiên Vĩ nhìn hắn thuận mắt, cho nên mới có thể thần phục hắn. Trước đó Chiến Hoàng Thiên là hỏi thăm nó nhiều lần, để nó thần phục, Trọng Mệnh Thiên Vĩ đều là nghĩa vô phản cố cự tuyệt. Hắn sẽ không để cho ta thần phục ta chỉ là hắn lấy cớ mà thôi. Hắn nhất định sẽ giết ta. Trong giọng nói Trọng Mệnh Thiên Vĩ tràn ngập sợ hãi. Hắn vì sao lại giết ngươi? Ngươi liền sợ chết như thế sao? Tiêu Phàm không còn gì để nói. Ngươi dù sao cũng là thần thú A, có chút cốt khí có được hay không? Ta không sợ chết, nhưng nếu như rơi vào tay hắn, ta khẳng định sống không bằng chết. Hắn sẽ chậm rãi luyện hóa ta, sau đó tước đoạt mệnh cách, được năng lực ta liền có thể thôn phệ mệnh cách những người khác. Trọng Mệnh Thiên Vĩ vội vàng nói. Nó lại trúng mấy kiếm, bị Chiến Hoàng Thiên chém rụng hai đầu xúc tu, máu tươi bay vụt, nơi đây đã máu chảy thành sông, nếu là hồn thú bình thường, đoán chừng đã sớm chết không thể lại chết. Luyện hóa mệnh cách ngươi, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, không cần nghĩ ngợi hỏi, mệnh cách cũng có thể luyện hóa sao? Cũng khó trách Tiêu Phàm không bình tĩnh, hắn từng nghe Hề Lão nói qua, muốn cường hóa mệnh cách chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đột phá tu vi gông cùng xiềng xích, một loại khác là được vô chủ mệnh nguyên. Hắn còn chưa từng nghe nói luyện hóa mệnh cách người khác có thể cường hóa mệnh cách tự thân, đương nhiên, hắn chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là không tồn tại. Người khác không thể, nhưng hắn có thể, bởi vì hắn là thiên hữu chi nhân. Trọng Mệnh Thiên Vĩ vội vàng nói. Thiên hữu chi nhân, sắc mặt Tiêu Phàm biến đổi lớn, Hề Lão trước đó nói cho hắn biết, trên đời có một loại người. Thiên sinh mệnh cách cường đại, đến thiên địa phù hộ, xưng là thiên hữu chi nhân. Thiên hữu chi nhân vài vạn năm cũng khó nhìn thấy một người, nhưng mà hiện tại trước mắt mình có một người, cái này khiến hắn tin tưởng như thế nào. Phải biết, cùng loại người này là địch, nếu như mệnh cách không mạnh bằng hắn, về sau sẽ không may. Trước kia Tiêu Phàm không tin có mệnh cách, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm là tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn bây giờ đang hoài nghi đến cùng có xuất thủ hay không, nếu ra tay, Chiến Hoàng Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, thế nhưng không xuất thủ, chờ Chiến Hoàng Thiên giết Trọng Mệnh Thiên Vĩ, hắn lại có thể buông tha mình sao? Không thể, nếu không thể, bản thân tại sao để Chiến Hoàng Thiên hắn được Trọng Mệnh Thiên Vĩ mệnh cách đâu? Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ, thanh âm Trọng Mệnh Thiên Vĩ tiếp tục vang lên, chỉ cần ngươi cứu ta, ta về sau có thể thay ngươi dung hợp vô chủ mệnh nguyên. Tốt, một lời đã định, nghe được mấy chữ vô chủ mệnh nguyên, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, rốt cuộc không có chút gì do dự. Nghe được mấy chữ vô chủ mệnh, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, hóa thành một đạo chớp lóe, xông thẳng đến Chiến Hoàng Thiên, dù là không phải đối thủ Chiến Hoàng Thiên, hắn cũng phải bảo trụ Trọng Mệnh Thiên Vĩ. Giờ phút này, Tiêu Phàm chỗ nào còn quản Chiến Hoàng Thiên là cái gì thiên hữu chi nhân, bản thân tạm thời không giết hắn là được. Đối địch với hắn tối đa cũng chỉ xui xẻo mà thôi. So với tác dụng Trọng Mệnh Thiên Vĩ, Tiêu Phàm cảm thấy coi như không may cũng là có lời. Dù sao Chiến Hoàng Thiên cũng muốn giết Trọng Mệnh Thiên Vĩ đạt được năng lực nó, đã như vậy, tại sao không thể để Trọng Mệnh Thiên Vĩ hiệu chung với Tiêu Phàm? Bách hoa sát, Tiêu Phàm một cái lắc mình liền xuất hiện ở phía trên Trọng Mệnh Thiên Vĩ, nhàn nhạt phun ra một câu, sát ý lạnh lẽo trong nháy mắt nở rộ, hư không đều bị đông kết.
tiểu tử kia là ai, dám động thủ đối với Chiến Hoàng Thiên, đây là muốn chết sao? Đám người trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chiến Hoàng Thiên, đây chính là đệ nhất nhân trẻ tuổi một đời a, đệ nhất nhân không phải kêu đi ra. Hắn là kiếm hạt tử, không nghĩ tới thực lực hắn vậy mà khủng bố như vậy, trước đó bức độc cô tướng đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng liền thôi, bây giờ lại dám trực diện đấu với Chiến Hoàng Thiên. Tu sĩ nhận biết Tiêu Phàm run giọng nói, bờ môi trong lúc nói chuyện có chút run lên. Cái gì kiếm hạt tử? Ta xem hắn chính là một kẻ mù, căn bản không nhận ra Chiến Hoàng Thiên, bằng không hắn làm sao có thể có dũng khí cùng Chiến Hoàng Thiên giao phong đây. Có người cực kỳ khinh thường nói ra. Kỳ thật không chỉ bọn hắn chấn kinh, ngay cả Chiến Hoàng Thiên cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm xuất thủ. Bất quá, Chiến Hoàng Thiên chung quy là Chiến Hoàng Thiên, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như yến từ từ bay ra. Tiêu Phàm một kiếm nhào cách không, lúc đầu hắn cũng chỉ muốn đẩy lui Chiến Hoàng Thiên, cũng không dự định cùng hắn liều mạng. Khi biết Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm trong thời gian ngắn thật đúng là không dám động đến hắn, muốn giết Chiến Hoàng Thiên, trừ phi mệnh cách bản thân mạnh hơn hắn. Bằng không mà nói, về sau nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức, hơn nữa Hề lão đã từng nói cho hắn biết, loại người này muốn chết cũng rất khó. Đến thượng thiên phù hộ, xưng là thiên hữu, người như vậy làm sao có thể tùy tiện giết chết đây? Nếu là trước kia Tiêu Phàm còn không tin mệnh cách, nhưng hiện tại đã tin tưởng, liền tựa như Mộ Dung Lãng Trần lúc trước, nhìn thấy bản thân khắp nơi vấp phải trắc trở. Đương nhiên, dù là Chiến Hoàng Thiên không phải thiên hữu chi nhân, Tiêu Phàm cũng giết không chết hắn, thực lực Chiến Hoàng Thiên không phải để bài trí. Không nên phản kháng, Tiêu Phàm xuất hiện ở trên Chọc Mệnh Thiên Vĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Chọc Mệnh Thiên Vĩ đưa vào bên trong tiểu thiên địa. Hắn cũng không dám đem Chọc Mệnh Thiên Vĩ đưa vào bên trong không gian bí cảnh, nơi đó còn có bọn Sở Linh Nhi. Huống chi, Tiêu Phàm không sợ năng lực Chọc Mệnh Thiên Vĩ quỷ dị, đưa vào tiểu thiên địa cũng không cần lo lắng mình bị tính toán, bên trong tiểu thiên địa, hắn chính là chúa tể. Đem Chọc Mệnh Thiên Vĩ giao ra, người có biết năm đó nó giết bao nhiêu anh liệt chiến hồn đại lục ta không? Chiến Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Cho nên ngươi mới muốn luyện hóa mệnh cách của nó. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Con người Chiến Hoàng Thiên hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ gia hỏa này biết rõ bí mật bản thân? Cũng khó trách hắn kinh ngạc, trừ tu sĩ chiến thần cảnh, những người khác là không có khả năng nhìn ra, bởi vì chiến thánh cảnh cùng với tu sĩ phía dưới, ai đều không biết mệnh cách là cái gì. Người trẻ tuổi, người thật ngu xuẩn, ngươi là muốn cho thi cốt tiền bối anh liệt phát lạnh sao? Chiến Hoàng Thiên lần nữa mở miệng nói, trong nháy mắt đứng ở điểm cao đạo đức. Ngu xuẩn, thật đúng là đạo đức giả. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nói ra, người yên tâm, ta nhất định khiến nó trả lại gấp bội. Chiến Hoàng Thiên hơi nhíu mày, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm nói, người đã chấp mê bất ngộ cũng đừng trách bản thần tử không khách khí. Không biết ngươi là không khách khí như thế nào, Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn cũng rất muốn cùng Chiến Hoàng Thiên giao phong, thử xem giới hạn của đối phương. Nếu như không phải là đối thủ, trở về lại rời đi, thực lực Chiến Hoàng Thiên mặc dù không yếu, nhưng muốn ngăn cản hắn khẳng định cũng không được. Giống, gầm lên giận dữ, Tiểu Kim cũng đi đến trước mặt Tiêu Phàm, chiến ý tăng vọt, giờ phút này Tiểu Kim nào còn buồn ngủ, nó chỉ muốn thỏa thích đại chiến một trận. Rất lâu không có kể vai chiến đấu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ sờ đầu Tiểu Kim sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên. Phù sinh vạn nhận, Chiến Hoàng Thiên chào hỏi không đánh. Trực tiếp một kiếm chém tới, một đạo lưỡi kiếm vạn trượng lăng không rơi xuống, hư không đều run lẩy bẩy. Lần này tiến vào Lâu Lan cổ địa, mục tiêu chủ yếu chính là luyện hóa Chọc Mệnh Thiên Vĩ, sau đó đạt được năng lực nó. Người khác sợ Chọc Mệnh Thiên Vĩ, nhưng Chiến Hoàng Thiên hắn cũng không sợ, Chọc Mệnh Thiên Vĩ ngược lại sẽ sợ hắn, liền bởi vì hắn là thiên hữu chi nhân, cho nên hắn hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà nhảy ra một kẻ mù giết một thuộc hạ của hắn không nói, lại còn dám cướp đoạt Chọc Mệnh Thiên Vĩ tới tay, cái này khiến Chiến Hoàng Thiên như thế nào không giận. Chiến Hoàng Thiên hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm, lại lấy không gian bí cảnh trên người hắn, nếu như Chọc Mệnh Thiên Vĩ khôi phục thực lực thì không phải hắn có thể địch. Lục thần tam thức,
Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, cầm đồ thần đao trong tay lại là nhất đao chạm lên, lần này hắn một lần duy nhất tiêu hao 10 giọt tu la chi lực, lực lượng tăng vọt không ít. Hai người còn chưa đâm vào cùng một chỗ, hư không cũng đã bắt đầu vỡ vụn ra, có thể thấy uy thế một kích của hai người. Oanh, vô số đao kiếm chi khí mãnh liệt mà ra, tại hư không ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đao khí cùng kiếm khí vô tình chạm phá, phạm vi tác động rất rộng, đám người âm thầm vây xem nhao nhao lui lại. Cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không dám cùng hai người giao phong, dư ba kia cũng đủ để hủy diệt tu sĩ chiến thánh cảnh trung kỳ. Người nào thắng, đám người kinh hãi nhìn không chung, trong mắt rất nhiều người đều là vẻ chờ mong. Còn phải nghĩ sao, nhất định là thần tử. Rất nhiều người khinh thường nói, đây vốn chính là một vấn đề không có bất kỳ hoài nghi nào. Một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng đệ nhất nhân chiến hoàng thiên trẻ tuổi một đời giao phong, lại làm sao có thể thắng đây? Lúc này, chi khí đao kiếm biến mất không còn, tất cả không trung bại lộ tại trong mắt mọi người, làm mắt đám người trợn tròn là chiến hoàng thiên cùng Tiêu Phàm vậy mà rằng co tại cùng một chỗ, hai người ai cũng không làm gì được ai. Đánh ngang, đám người đều mắt trợn tròn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Giết, chiến hoàng thiên ra sức gào thét một tiếng, khí tức trên người lần nữa tăng vọt, hắn đối với Tiêu Phàm đã đồng ý quyết giết. Lần thứ nhất, đẩy lui Tiêu Phàm một bước, hắn bất động mảy may, chiếm thượng phong. Lần thứ hai, hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước, xem như ngang tay, đây đối với chiến hoàng thiên mà nói là một loại sỉ nhục. Mà lần thứ ba, bản thân vậy mà cùng Tiêu Phàm rằng co không xong, cái này khiến chiến hoàng thiên như thế nào tiếp nhận nổi. Mặc dù hắn một mực không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng Tiêu Phàm làm sao không phải như thế đây. Cùng bản thân chiến đấu, hắn lại còn dám giữ lại thực lực, cái này khiến chiến hoàng thiên càng thêm phẫn nộ. Chiến hoàng thiên cho tới bây giờ không có bị ai khinh thường, trước kia không có, về sau cũng không có. Mà hiện tại có, vậy thì nhất định phải ma diệt. Ha ha, chiến hoàng thiên, cáo từ. Nhìn thấy chiến hoàng thiên thực tức giận, Tiêu Phàm cuồng tiếu một tiếng, dùng sức đẩy chiến hoàng thiên ra, thân hình cực tốc lui lại. Tiểu Kim tựa như biết Tiêu Phàm chuẩn bị rút lui, hai bên giang cánh, hóa thành một vệt sáng rơi vào dưới chân Tiêu Phàm, mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất ở thiên địa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chuỗi động tác này, hai người phối hợp như là nước chảy mây trôi, liền tựa như một người hoàn thành. Dừng lại, chiến hoàng thiên hét giận dữ một tiếng, không chút do dự truy theo, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua chọc mệnh thiên vĩ. Chạy! Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng chiến hoàng thiên biến mất ở chân trời, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ta liền nói, hắn khẳng định không phải đối thủ thần tử, vậy mà bị dọa đến chạy trốn. Thật đúng là đồ hèn nhát, có tu sĩ chiến thần điện mỉa mai. Chiếu ý ngươi, biết rõ bản thân sẽ chết còn lưu ở chỗ này để người giết sao. Có người xem thường nhìn tu sĩ chiến thần điện nói. Biết rõ phải chết còn không chạy trốn. Cái kia mới là đồ đần chân chính. Bất quá cũng có một số người kinh ngạc thực lực Tiêu Phàm, khác không nói, có thể từ trong tay chiến hoàng thiên chạy trốn đó cũng là một loại bản sự, chiến thánh cảnh đỉnh phong muốn chạy đều chưa chắc có thể chạy được. Lại nói chiến hoàng thiên truy sát Tiêu Phàm, phi nhanh thời gian nửa chén trà nhỏ, hắn rốt cục đình chỉ bước chân, con người phẫn nộ phun phóng tinh quang, lạnh lùng liếc nhìn tứ phương. Nhưng mà bốn phía căn bản không có phát hiện bóng dáng Tiêu Phàm. Thậm chí liền khí tức hồn lực cũng biến mất không còn một mảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim chính là hướng phương hướng này chạy trốn, chiến hoàng thiên còn coi là bản thân nhìn thấy quỷ. Giờ phút này, Tiêu Phàm đem Tiểu Kim đưa vào bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các, mà bản thân hắn lại xuất hiện ở bên trong tiểu thiên địa. Tất cả bên trong tiểu thiên địa đều đào thoát không được Tiêu Phàm, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở bên người chọc mệnh thiên vĩ hấp hối. Thân hình khổng lồ chọc mệnh thiên vĩ bây giờ chỉ còn lại 2/3. Hiện tại đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như chọc mệnh thiên vĩ dám cự tuyệt, Tiêu Phàm nhất định sẽ trước tiên gạt bỏ nó, cũng coi là báo thù cho tiền bối anh liệt hàng vạn năm trước. Chọc thiên hồng bái kiến chủ nhân. Thanh âm chọc mệnh thiên vĩ đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Phàm, ngay sau đó, 8 cái đuôi loạn vũ tại hư không. Từng đạo lưu quang nở rộ, ở trên không ngưng tụ thành một cái đồ án hình tròn huyền ảo,
tản ra một loại khí tức ảo diệu mà cổ lão, vô cùng thánh khiết. Đây là đường vân gì, tại sao ta cảm giác siêu việt hơn hồn văn? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn hình dáng án kiện kia, những văn lộ kia vậy mà làm hắn cảm giác so với thủy tổ cấp hồn văn đồ càng thêm huyền diệu. Chủ nhân, đây là chủ phó khế ước, chỉ cần ngươi nhỏ một giọt tinh huyết vào trong đó, từ nay về sau, ngài chính là chủ nhân ta. Trọc Mệnh Thiên Vĩ cung kính nói. Chủ phó khế ước, Tiêu Phàm thập phần nghi hoặc, bất quá hắn tin tưởng, bên trong tiểu thiên địa, Trọc Mệnh Thiên Vĩ là nhất không dậy nổi sóng lớn. Đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, bắn vào bên trong đồ án hình tròn, nguyên bản hiện ra bạch sắc quang mang đột nhiên biến thành huyết sắc, án kiện càng nhanh chóng xoay tròn. Mấy tức sau, đồ án hình tròn đột nhiên một phân thành hai, phân biệt bắn vào mi tâm Tiêu Phàm cùng Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Đầu Tiêu Phàm choáng váng một trận, khi hắn tỉnh táo lại, trong đầu cảm giác có một chút đồ vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trọc Mệnh Thiên Vĩ đột nhiên hét thảm lên. Chủ nhân tha mạng, tha mạng, Trọc Mệnh Thiên Vĩ hét thảm lên, như có chút sống không bằng chết. Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ý niệm, trong lòng hắn hơi hơi động dung, mở miệng nói, ngươi kêu Trọc Thiên Hồng đúng không? Chủ phó khế ước ta có thể tùy tiện khống chế ngươi sống chết, ngươi sẽ không sợ ta tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Nói ra lời này, hồn lực Tiêu Phàm gắt gao bao phủ Trọc Mệnh Thiên Vĩ, hắn muốn nhìn xem, Trọc Mệnh Thiên Vĩ Trọc Thiên Hồng đến cùng có lửa hắn không? Chủ phó khế ước, chủ tử chết, bộc chết, chủ không có bất luận sự tình gì, chủ nhân có thể quyết định sinh bộc nhân, nhưng không cách nào quyết tử. Trọc Thiên Hồng nói ra, Tiêu Phàm cũng minh bạch Trọc Thiên Hồng nói, nếu như hắn thật muốn tra tấn Trọc Thiên Hồng mà nói, Trọc Thiên Hồng có thể kết liễu tính mạng mình. Cho dù là ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Phàm cũng không có khả năng ngăn cản nó tự sát, đây cũng là nguyên nhân Trọc Thiên Hồng không sợ Tiêu Phàm ứng phó nó. Ngươi đã không sợ chết, vậy vì sao sẽ không chọn tự sát? Tiêu Phàm lại hỏi. Thuộc hạ tự nhiên sợ chết, nhưng càng sợ bị người dằn vặt đến chết, tiểu tử kia là thiên hữu chi nhân, hắn sẽ chậm rãi luyện hóa mệnh cách ta, loại đau khổ này so với sống không bằng chết càng đáng sợ hơn. Trọc Thiên Hồng lạnh giọng nói. Rất hiển nhiên, gia hỏa này mặc dù kiêng kỵ Chiến Hoàng Thiên, nhưng vẫn như cũ không từ bỏ báo thù. Tiêu Phàm lộ ra vẻ đăm chiêu, nói ta nhớ thời điểm lần trước cùng ngươi chiến đấu coi như không phải thần giai, theo lý cũng kém không nhiều mới đúng. Làm sao có thể liền Chiến Hoàng Thiên đều đánh không lại? Nghe được Tiêu Phàm nói, Trọc Thiên Hồng liền phẫn nộ nói ra, nếu như không phải lực lượng ta bị người khác rút mất 8-9 phần 10, tiểu tử kia sao có thể là đối thủ của ta? Dù hắn là thiên hữu chi nhân, ta cũng dám giết hắn. Ách, Tiêu Phàm hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, lực lượng nó không phải là bị Lâu Ngạo Thiên rút đi chứ. Tiêu Phàm còn nhớ kỹ, lúc ấy thực lực Lâu Ngạo Thiên không ngừng tăng vọt, thậm chí siêu việt hơn chiến thần cảnh, nhất định là mượn nhờ một loại lực lượng thần bí nào đó. Lâu Lan cổ địa chỉ là một mảnh tử địa, có thể làm cho Lâu Ngạo Thiên rút đi lực lượng, trừ những cái lưu lại ý niệm. Cũng chỉ có phòng ấn tứ đại hung thú. Hiện tại chúng ta cũng coi như có chung kẻ địch, đúng rồi, nếu như giết thiên hữu chi nhân sẽ như thế nào? Nếu như lần sau cho ngươi cơ hội giết hắn, ngươi có dám? Tiêu Phàm lại hỏi. Hắn luôn cảm giác thiên hữu chi nhân không đơn giản, nếu như giết mà nói, sẽ chọc phải phiền toái rất lớn. Thiên hữu chi nhân, được trời phù hộ, nếu giết hắn sẽ hạ xuống thiên kiếp, tiếp nhận lửa giận thượng thiên. Trong giọng nói Trọc Thiên Hồng vẫn có nồng đậm kiêng kỵ. Nếu để cho nó thực giết Chiến Hoàng Thiên, nó còn chưa hẳn có can đảm làm ra sự tình dạng này. Trầm ngâm lúc, Trọc Thiên Hồng lại nói, hiện tại ta còn tiếp nhận không được thiên kiếp oanh sát, bất quá ta nếu như khôi phục đỉnh phong, cũng không sợ ánh sáng trên người hắn, giết hắn tự nhiên không khó. Nói giống như chưa nói vậy, kết quả là ngươi còn không dám. Tiêu Phàm bĩu môi, nhún nhún vai nói. Hắn biết rõ, mệnh ánh sáng trong miệng Trọc Thiên Hồng hẳn là thủy tinh phát ra quang mang ba màu, trong lòng Tiêu Phàm cũng cho bản thân sách một cái tỉnh. Trọc Thiên Hồng nhất thời không biết nói gì, bởi vì nó hiện tại xác thực không dám giết Chiến Hoàng Thiên, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân, trừ phi mệnh cách nó không kém gì Chiến Hoàng Thiên. Ta cảm giác chủ nhân giết hắn sẽ không có chuyện gì. Sau nửa ngày, Trọc Thiên Hồng lại nói ra một câu. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, trong lòng thầm mắng không thôi,
Trọc Thiên Hồng cũng khá lắm, muốn khích tướng bản thân đi giết Chiến Hoàng Thiên. Hắn cũng không phải đồ đần, biết Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, giết sẽ hạ xuống thiên kiếp, liền ông trời cũng không muốn tiêu diệt hắn. Tiêu Phàm mặc dù đối với bản thân thập phần tự tin, nhưng không cuồng vọng đến cùng thượng thiên đối kháng. Huống chi, lấy thực lực hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể giết chết được Chiến Hoàng Thiên. Trong lòng Tiêu Phàm đã âm thầm hạ quyết định, khi không biết mệnh cách bản thân có thể chấn được mệnh cách Chiến Hoàng Thiên hay không, dù là thực lực đủ để nghiền sát Chiến Hoàng Thiên, tốt nhất cũng vẫn là đừng giết hắn. Đúng rồi, người nói vô chủ mệnh nguyên là chuyện gì xảy ra, người muốn như thế nào mới có thể ngưng tụ? Còn có, người muốn như thế nào mới có thể để cho tiểu thiên địa biến lớn? Tiêu Phàm đổi chủ đề, cũng không còn giàu gì là không chém giết Chiến Hoàng Thiên. Trọc Thiên Hồng trầm ngâm nửa ngày, không có ý tứ nói cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lập tức hơi không kiên nhẫn, làm sao, hiện tại không muốn nói. Ta nghe nói bạch tuộc nấu canh rất không tệ. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn lóe qua sát ý như có như không. Trọc Thiên Hồng run run, bản thân dù sao cũng là thần thú A, nếu quả thật bị cầm lấy đi nấu canh, dù là sau khi chết, Trọc Thiên Hồng đoán chừng cũng sẽ trở thành sỉ nhục thần thú giới. Vô chủ mệnh nguyên. Nhất định phải luyện hóa thọ nguyên cùng mệnh cách người khác. Trọc Thiên Hồng suy nghĩ một chút nói. Chiếu theo ngươi nói, chính là phải giết người rồi. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói ra, mệnh cách cùng thọ nguyên một người bị tước đoạt, cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Không sai biệt lắm. Trọc Thiên Hồng xấu hổ vô cùng, nó còn có một chút không nói là, nó chủ yếu chính là dựa vào thôn phệ thọ nguyên cùng mệnh cách những người khác để trưởng thành. Kỳ thật trong lòng nó còn có một cái nghi hoặc, chính là nó đã từng nhiều lần thôn phệ huyết khí cùng mệnh cách Tiêu Phàm, chỉ thôn phệ một chút huyết khí mà thôi, mệnh cách Tiêu Phàm, nó lại căn bản dung chuyển không được. Mặc dù Trọc Thiên Hồng rất muốn hỏi Tiêu Phàm, nhưng vẫn không dám mở miệng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhìn mệnh cách cường đại, tạm thời là không có khả năng, nếu vì cường hóa mệnh cách bản thân đi lạm sát kẻ vô tội, đây không phải thứ Tiêu Phàm muốn. Nói một chút sự tình tiểu thiên địa đi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là tiểu thiên địa trưởng thành. Chủ nhân tại chiến thánh cảnh liền có thể dung luyện tiểu thiên địa, chư thiên vạn giới, chủ nhân tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ánh mắt Trọc Thiên Hồng nhìn về phía Tiêu Phàm liền tựa như lại nhìn một quái vật. Ngươi ngược lại rất biết nịnh hót, Tiêu Phàm buồn cười, Trọc Thiên Hồng trừ bản thể là thú tộc, cái khác cùng nhân loại căn bản không có gì khác biệt. Trọc Thiên Hồng hậm hực cười một tiếng, nói kỳ thật, chủ nhân làm tiểu thiên địa mạnh hơn có rất nhiều loại phương pháp, ta mặc dù có thể chậm rãi trợ giúp chủ nhân khuếch trương phạm vi tiểu thiên địa, nhưng ta không thể tăng tốc tiểu thiên địa phát triển. Nói tiếp, Tiêu Phàm hứng thú, Trọc Thiên Hồng tốt xấu cũng là thần giai cấp bậc thần thú, dù nói thế nào cũng so với hề lão biết nhiều hơn a. Muốn tăng tốc tiểu thiên địa phát triển, đầu tiên nhất định phải để bên trong tiểu thiên địa tràn ngập sinh cơ. Đây mới là một thiên địa chân chính, cùng ngoại giới không hai. Trọc Thiên Hồng tiếp tục nói, một phương diện, chủ nhân có thể dùng thần lực và thần thạch để bên trong tiểu thiên địa để bổ sung sinh cơ, một phương diện khác cũng có thể rời cắm một chút thực vật đến. Thực vật là thủ đoạn điều tiết thiên địa linh khí tốt nhất, làm linh khí bên trong tiểu thiên địa ngày càng ổn định, chủ nhân có thể đặt vào một chút sinh linh nhỏ yếu, liền tựa như thú tộc, để bọn hắn xúc tiến tiểu thiên địa phát triển. Nghe được Trọc Thiên Hồng nói, Tiêu Phàm lâm vào trầm tư, nếu quả thật là như thế này, về sau bản thân chẳng phải là tùy thời đều mang một cái thế giới chạy nhảy. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền khá là kích động, lúc này, thanh âm Trọc Thiên Hồng tiếp tục vang lên, kỳ thật, tiểu thiên địa phát triển cùng với thế giới khác phát triển là một dạng, chỉ là nó tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng nó nắm giữ khả năng trưởng thành vô hạn, nếu như trưởng thành đến cực hạn. Đoán chừng không thua một chút đại thế giới, chủ yếu nhất là chủ nhân là người sở hữu tiểu thiên địa, người có thể điều động lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa lớn bao nhiêu, người liền có thể điều động bấy nhiêu, dù là siêu việt mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu cũng dễ như trở bàn tay, cái này cũng là nguyên nhân vì sao người nắm giữ tiểu thiên địa đều là siêu cấp thiên tài. Trọc Thiên Hồng một hơi nói xong nhưng trong lòng Tiêu Phàm thì nhấc lên sóng lớn sóng biển, bởi vì hắn xác thực thử qua loại lực lượng này. Lúc trước điều động lực lượng tiểu thiên địa liền một quyền đánh lui Sở Vân Phi. Hơn nữa lúc trước tiểu thiên địa vừa mới mở ra mà thôi, mà hiện tại tiểu thiên địa đã có hơn ngàn trượng,
nếu như toàn lực điều động, uy lực lại sẽ lớn bao nhiêu. Thậm chí, nếu như tiểu thiên địa trưởng thành, tương đương với một dạng chiến hồn đại lục. Đến thời điểm, phải chăng bản thân nắm giữ một lực lượng đánh nát một cái thế giới? Chỉ là ngẫm lại, khóe miệng Tiêu Phàm liền lóe lên ý cười. Đang lúc Tiêu Phàm tự sướng, Trọc Thiên Hồng lại tưới cho Tiêu Phàm một chậu nước lạnh, bất quá chủ nhân, ta muốn nhắc nhở ngươi, tiểu thiên địa trưởng thành cần thần lực và số lượng thần thạch khổng lồ, cho nên nắm giữ tiểu thiên địa mặc dù đều là thiên tài, nhưng chân chính có thể trưởng thành lại thập phần thưa thớt. Ngươi nói không sai, hấp thu mệnh chọc chi khí trên vạn năm mới để cho tiểu thế giới có quy mô hiện tại, muốn tiếp tục mở rộng, đoán chừng rất khó, trừ phi chính ta tiến thêm một bước. Tiêu Phàm thật sâu gật gật đầu. Chủ nhân cũng không cần nản chí, ta xem tiểu thiên địa này điều kiện tiên thiên rất tốt, mặc dù thần thạch kém chút, nhưng đại địa là tinh thần tức nhưỡng biến thành, cái này so với đại bộ phận tiểu thiên địa đã mạnh hơn, nếu như rời cắm một chút thảm thực vật mà nói, vậy khẳng định sẽ không giống. Trọc Thiên Hồng lại an ủi. Tiêu Phàm đã triệt để yên tĩnh, ngưng tiếng nói cái này ta vốn đã có dự định, qua một đoạn thời gian, mảnh khu vực này ta sẽ cấy ghép mảng lớn linh dược. Tiêu Phàm sớm đã nghĩ kỹ, đây cũng là nguyên nhân hắn cùng Tiêu Linh Nhi cần người, hắn chính là nghĩ tại Sở gia tìm mấy người chuyên môn bồi dưỡng linh dược đến quản lý. Hắn để Sở Nguyệt bọn hắn tiến về không gian bí cảnh vạn thánh dược các chính là muốn đem linh dược phẩm cấp cao thu thập, sau đó hảo hảo rời đến nơi này. Đúng, không gian bí cảnh có thể dung nhập tiểu thiên địa của ta hay không? Tiêu Phàm đột nhiên có một cái ý nghĩ lớn mật. Hắn có hai cái tiểu thiên địa. Chính là không gian bí cảnh Tu La Điện cùng không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các, không gian bí cảnh Tu La Điện không phải rất lớn, cố nhiên chỉ là một cái biểu tượng. Nhưng không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các đạt tới mấy ngàn dặm, bên trong cũng không chỉ có linh dược, hơn nữa còn có không ít hồn thú cao giai. Nếu như có thể đem bọn nó dung nhập bên trong tiểu thiên địa phát triển chẳng phải là thập phần tấn mãnh. Trừ phi chủ nhân có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, bằng không mà nói. Người căn bản không giải phong được phong ấn không gian bí cảnh. Trọc Thiên Hồng nói ra, nếu như ta ở thời kỳ tột cùng ngược lại là có thể giúp chủ nhân, về phần hiện tại. Nói đến đây, Trọc Thiên Hồng thở dài, bản thân đường đường là thần giai thần thú vậy mà bây giờ luân lạc tới cấp độ đi làm nô bộc, đây là chuyện nó hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi chậm rãi chữa trị thương thế đi, có lẽ không cần bao lâu ta liền có thể cho ngươi khôi phục thực lực. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong lòng lại bổ sung một câu, qua một đoạn thời gian phải đi thần kiếp chi địa, nơi đó có không ít dị tộc. Đa tạ chủ nhân. Nghe nói như thế, trong lòng Trọc Thiên Hồng vui vẻ, chỉ cần có thể khôi phục thực lực, nó sẽ có cơ hội tìm chiến hoàng thiên báo thù. Tiêu Phàm không để ý tới hắn, nhỏ giọng thầm thì nói, bất quá việc cấp bách là đem linh dược bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các cấy ghép tới chỗ này thì ta mới càng thêm yên tâm. Cũng thuận tiện làm tiểu thiên địa lớn mạnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xuất hiện ở bên trong một vùng không gian khác. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở một tòa đỉnh núi cao, hô hấp lấy không khí trong lành liền có loại cảm giác thần thanh khí sảng. Không gian bí cảnh vạn thánh dược các quả nhiên không tồi, thiên địa linh khí so với cổ địa Sở gia cũng không thua bao nhiêu. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ sán lạn. Hồn lực hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Trong vòng 10 dặm xung quanh đều khó mà đào thoát khỏi hắn, nơi này cổ thụ che trời, linh khí mờ mịt, nghiễm nhiên chính là một chỗ thánh địa tu luyện. Từ vị trí bắt đầu dưới chân hắn có mấy khối dược điền, xung quanh dược điền còn hiện lên từng đạo vầng sáng, Tiêu Phàm nhìn một cái liền nhận ra đó là hồn giới bảo hộ dược điền. Nếu như không có những hồn giới này bảo hộ lấy dược điền, đoán chừng những ruộng thuốc này sớm đã bị hồn thú nơi này ăn sạch. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Hồn giới mặc dù cường đại nhưng trước mặt Tiêu Phàm lại không là gì, hồn lực hắn một cái liền xuyên thấu hồn giới ngăn cản. Thủy Thiên Ngọc Cơ Cốt, Địa Viêm Đảm, Long Hồn Đan, Hoàng Kim tham gia. Tiêu Phàm nhìn một cái liền nhận ra mấy gốc linh dược bát phẩm trở lên, trong lòng kích động không kềm chế được. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, trở về đem linh dược phẩm cấp cao nơi này đều cắm vào bên trong tiểu thiên địa. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu. Nhìn về phía, phương xa, nơi đó đang có một cỗ hồn lực ba động sao động, tựa như là ai đang giao thủ. Tiêu Phàm thập phần buồn bực, chẳng lẽ bên trong cổ địa còn có ai có thể chống lại huyết ma và long mãng? Nghĩ vậy,
Tiêu Phàm mang theo một tia hiếu kỳ bay qua, cỗ hồn lực sao động ba động càng ngày càng hung mãnh, lúc này Tiêu Phàm đều có thể nghe được thanh âm giao chiến nơi xa. Ca, thanh âm Tiêu Linh Nhi từ nơi không xa truyền đến, hồn lực Tiêu Phàm quét qua lại phát hiện Tiểu Kim cùng Sở Nguyệt bọn hắn đều ở phương hướng này. Bên cạnh mọi người, Long Văn và Thần Mãng nghiêm chỉnh mà đối đãi, chuyện này khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Linh Nhi, ngưng tiếng hỏi. Ta cũng không biết, ta cũng vừa mới đến nơi này. Tiêu Linh Nhi lắc đầu. Thiếu chủ, vẫn là ta tới nói a. Dịch Bằng chủ động mở miệng nói, thiếu chủ đem chúng ta đưa vào nơi này, chúng ta cố gắng thu thập linh dược bát phẩm trở lên, ngay từ đầu rất thuận lợi, nơi này linh dược bát phẩm cửu phẩm thực sự quá nhiều. Nói đến đây, tất cả những người khác đều nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái. Trong mắt bọn họ đều là vẻ hâm mộ, cổ địa dược viên lớn như thế, bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói điểm chính, Tiêu Phàm cắt ngang Dịch Bằng nói, hồn lực hắn lại hướng về nơi xa tràn ngập đi. Phía trước là một cái sơn cốc, bên trong linh khí mờ mịt, sương mù tràn ngập, xung quanh còn có một đạo hồn giới to lớn ngăn cản. Hồn lực Tiêu Phàm rất nhanh xuyên qua hồn giới, hướng về chỗ sâu tràn ngập đi, tiếng đánh nhau chính là từ giữa truyền đến. Nhưng mà hồn lực vừa mới tới gần liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn nát. Vâng, Dịch Bằng vội vàng bình tĩnh tâm thần, nói chúng ta lúc ấy đi tới phía trước sơn cốc, nhìn thấy một gốc thần dược, nhưng mà thần dược đã có một đầu hồn thú cường đại thủ hộ, nếu như không phải Long Mãng tiền bối phát hiện kịp thời, chúng ta đoán chừng đều không thể đứng ở chỗ này, về sau huyết ma tiền bối liền cùng nó đánh nhau. À, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không phải quan tâm một gốc thần dược. Dù sao không gian bí cảnh vạn thánh dược các đã tồn tại trên vạn năm, có vài cọng thần dược cũng hợp tình hợp lý. Hắn ngoài ý muốn là mảnh không gian bí cảnh này vẫn còn có tồn tại cường đại như thế, có thể cùng Long Mãng cùng huyết ma đối kháng. Giống, cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gào thét thê lương, ngay sau đó một đạo thân ảnh to lớn từ trong sơn cốc bay ngược ra. Huyết ma không phải đối thủ của nó, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn lực hắn bao phủ thượng cổ huyết ma viên, phát hiện trên người nó nhiều chỗ gãy xương, toàn thân máu me đầm đìa. Suy suy lúc này, Long Văn Thần Mãng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, du động thân thể to lớn hướng về sơn cốc, có Tiêu Phàm ở chỗ này, nó cũng yên tâm an nguy đám người. Long Mãng, người bảo hộ bọn hắn. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng kêu lên, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước Long Văn Thần Mãng ngăn lại nó. Long Văn Thần Mãng gật đầu lại lui trở về, nó đối với thực lực Tiêu Phàm rất biết, liền xem như nó, nếu như hai người toàn lực ứng phó mà nói cũng chưa hẳn là đối thủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là trước người huyết ma viên, hắn lấy ra một mai đan dược nhét vào trong miệng huyết ma viên, cuồn cuộn hồn lực tràn vào thể nội huyết ma. Thương thế huyết ma lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, sau một lát, huyết ma đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ nói, đa tạ thiếu chủ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, chuyển hướng sơn cốc hỏi, bên trong đó là hồn thú gì? Cũng khó trách Tiêu Phàm hiếu kỳ, những người khác làm sao không tò mò, huyết ma là cửu giai đỉnh phong, hơn nữa còn ẩn chứa huyết mạch thần thú, liền nó đều không phải đối thủ, đối phương đoán chừng cũng là tu vi cửu giai đỉnh phong. Nếu là thần giai, huyết ma tuyệt đối không phải đối thủ, dù là nó đã từng đạt tới cảnh giới như vậy. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, trong mắt huyết ma lóe lên lệ khí ngập trời, cực kỳ không phục nói, là tảng đá vụn. Tảng đá vụn, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, một khối đá liền có thể làm huyết ma viên thua thiệt lớn như vậy. Coi như thạch đầu có linh cũng không có khả năng cường đại như thế mới đúng chứ, nếu như là người khác nói như vậy, Tiêu Phàm nhất định coi là đối phương là đang gạt hắn. Nhưng huyết ma khẳng định sẽ không như thế, huống chi bản thân nó thụ thương cũng không phải là giả. Ta cũng không biết lai lịch nó, nhưng bản thể nhất định là một khối đá, hơn nữa tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, cách thần giai cũng chỉ có một bước. Huyết ma thập phần không phục nói. Mặc dù như thế nhưng huyết ma vẫn tràn ngập kiêng kỵ, vừa nãy nó bị đối phương tổn thương không nhẹ. Bán thần giai, cục đá biết đánh người. Tiêu Phàm càng thêm quái dị, tâm thần ở bên trong tu la truyền thừa tìm nửa ngày cũng không phát hiện thứ có quan hệ với tảng đá kia. Sau đó lại hướng Chọc Thiên Hồng hỏi, người có từng nghe nói qua cục đá biết đánh người không? Chủ nhân,
nơi này có thạch nhân tộc. Nghe được Tiêu Phàm nói, Trọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng. Thạch nhân tộc, Tiêu Phàm càng không hiểu, hắn chưa nghe nói qua cái gì thạch nhân tộc, chỉ biết rõ những danh xưng hồn tộc, chiến tộc này. Chủ nhân không biết cũng rất bình thường, chư thiên vạn giới vô số chủng tộc, dạng chủng tộc gì đều có, bất quá thạch nhân tộc lại rất không đơn giản, bọn chúng danh xưng thánh linh, chính là thiên địa dựng dục mà ra, cực kỳ hiếm thấy. Thanh âm Trọc Thiên Hồng kích động tiếp tục vang lên. Thánh linh, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tiêu Phàm hơi hơi động dung. Cũng không phải bọn chúng khẩu khí lớn, mà vốn chính là dạng này, phía dưới thần linh là thánh linh, bọn chúng vì thiên địa mà sinh, được thiên địa phù hộ, hơn nữa vừa sinh ra chính là thực lực chiến thánh cảnh, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Trọc Thiên Hồng giải thích nói. Vừa sinh ra chính là chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm kinh ngạc tới cực điểm, thạch nhân tộc cũng quá nghịch thiên rồi. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì. Có thật nhiều chủng tộc vừa ra đời đã là chiến thần cảnh, dạng chủng tộc này sinh sôi hoặc là sinh sản cực kỳ khó khăn, cho nên bọn chúng rất khó tranh bá thiên hạ. Trọc Thiên Hồng còn nói thêm. Ta biết rồi. Tiêu Phàm gật đầu, tâm thần chuẩn bị rời khỏi tiểu thiên địa, lúc này thanh âm Trọc Thiên Hồng lại vang lên. Nếu quả thật là thạch nhân tộc, ta khuyên chủ nhân nên hết sức thu phục nó, về sau khẳng định sẽ có đại dụng. Được. Tiêu Phàm nói một câu. Tâm thần liền rời khỏi tiểu thiên địa, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Thiên sinh chiến thánh cảnh, dạng chủng tộc này quá nghịch thiên, khó trách liền huyết ma đều ăn thua thiệt. Huyết ma, người bảo hộ bọn hắn, ta đi vào một chuyến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, để lại một câu nói liền hướng lấy sơn cốc bay đi. Tiêu Phàm vừa mới đi tới ven rìa sơn cốc, một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Trừ Tiểu Kim còn có thể là ai? Tiểu Kim hướng về phía Tiêu Phàm gầm nhẹ mấy tiếng, khoa tay một hồi lâu, không cần nghĩ cũng biết nó muốn cùng Tiêu Phàm cùng tiến vào sơn cốc. Cẩn thận một chút, trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, hắn biết dù cự tuyệt, Tiểu Kim cũng nhất định đi theo vào, còn không bằng trực tiếp để nó đi vào chung. Giống, Tiểu Kim nghe vậy, hưng phấn giống mấy tiếng, lập tức thân hình thu nhỏ, leo lên trên bờ vai Tiêu Phàm. Một người một thú cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong sơn cốc, xuyên qua hồn giới, cảnh sắc trong này lại vượt ngoài ý muốn. Nơi này cổ thụ che trời, ánh nắng tươi sáng, cùng ngoại giới nhìn qua sương mù mịt mờ có chênh lệch rất lớn, hơn nữa, thiên địa linh khí nơi này nồng đậm tới cực điểm. Người một phát, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái, lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn ra. Đây là thiên địa linh khí, không. Nói cho đúng đã không còn là thiên địa linh khí, mà là thần linh chi khí. Tiêu Phàm mãnh kinh. Hắn trước đó ở bên trong tư không vũ hồn giới tìm mấy cái hồn thạch, thần thạch phát ra khí tức cùng khí tức trong sơn cốc này rất tương tự, thậm chí, thần linh chi khí trong sơn cốc này còn nồng đậm hơn một chút. Cũng khó trách trong lòng hắn khiếp sợ như vậy, phải biết, từ hơn 5.000 năm trước, sau khi một đời Tu La Điện chủ phong ấn cổ tinh đạo, chiến hồn đại lục thần linh chi khí liền bắt đầu khô cạn. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ chiến hồn đại lục không thể đột phá chiến thần cảnh, nhưng mà thần linh chi khí nơi này lại nồng đậm như thế, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Thần linh chi khí đậm đà như vậy, đừng nói sinh ra thạch nhân tộc thánh linh, dù là sinh ra thần linh cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Phàm áp chế chấn kinh trong lòng, chậm rãi hướng về phía trước tới gần, hồn lực bao phủ xung quanh mấy trăm trượng, một khi có người tới gần, hắn cũng có thể lập tức phát giác. Có thể đánh bại huyết ma viên, Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, cho dù là hắn, nếu như không cầm mấy phần át chủ bài ra, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Hô, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ phía trước truyền đến, tốc độ nhanh như bôn lôi, thời gian một cái hô hấp liền xuất hiện ở gần Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, nghiêng người một cái liền xuất hiện ở bên ngoài 10 trượng. Ầm một tiếng. Mặt đất truyền ra một tiếng nổ vang, tựa như thuốc nổ nổ tung, vị trí Tiêu Phàm trước đó xuất hiện một cái hố to 3-4 trượng. Mà ở giữa hố lại chất đống một khỏa thạch đầu to bằng đầu người, trên thạch đầu xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít liệt phùng. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, một hòn đá lại nắm giữ uy lực lớn như vậy, có thể thấy thực lực đối phương thực sự khủng bố. Giống, lúc này, Tiểu Kim đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hóa thành một đạo chớp lóe hướng về phía trước sơn cốc phóng đi. Tiêu Phàm muốn ngăn cản nhưng mà tốc độ Tiểu Kim thực sự quá nhanh,
bất đắc dĩ Tiêu Phàm cũng đành phải cùng đi theo, rất nhanh phía trước liền truyền đến một đạo thanh âm va chạm kịch liệt. Lúc Tiêu Phàm chạy tới, lại phát hiện Tiểu Kim đang cùng một đồ vật lớn chừng bàn tay xoay đánh cùng một chỗ, toàn thân Tiểu Kim đan xen hỏa diễm, đã tản ra hàn băng chi khí, khí thế kinh người. Cảm thụ đến khí thế Tiểu Kim, Tiêu Phàm lại không có quá mức kinh ngạc, dù sao Tiểu Kim liền thiên tài chiến thánh cảnh đỉnh phong đều có thể miểu sát. Chỉ là hắn khiếp sợ không gì sánh nổi là, khối đồ vật lớn cỡ bàn tay lại có thể là đối thủ Tiểu Kim, hơn nữa tốc độ đối phương quá nhanh, bằng vào hồn lực Tiêu Phàm còn không cách nào bắt được thân ảnh đối phương. Bang bang, từng đợt thanh âm va chạm kịch liệt tại hư không quanh quẩn, thật lâu không dứt, hồn lực Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có thể bắt được tàn ảnh hai người. Nhanh, nhanh đến đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm thi triển tu la thần dực đoán chừng tốc độ cũng không hơn cái này, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được Tiểu Kim có vẻ như đã vượt hơn mình. Từng ấy năm tới nay, tu vi có thể một mực đi theo hắn cũng chỉ có Tiểu Kim. Mấy hơi thở, Tiểu Kim cùng đồ vật lớn cỡ bàn tay đã giao chiến mấy trăm hiệp, có thể thấy cả hai cường hãn thế nào. Hai mắt không thể thấy được, nếu như không phải Tiểu Kim tiến đến, đoán chừng ta cũng bị ăn thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm thầm than, cũng may Tiểu Kim đi theo hắn. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nếu không lên vậy liền dứt khoát không còn để ý tới. Đồ vật kia mặc dù cường đại nhưng Tiểu Kim cũng không yếu, nó tạm thời không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Hồn lực hắn đột nhiên rơi vào cách đó không xa, một cái hang động chớp lóe quang mang, thần linh chi khí nồng đậm đập vào mặt, Tiêu Phàm ngửi một cái, cảm giác muốn phi thăng. Mà khi hồn lực hắn hướng về trong huyệt động kia lan tràn đi, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Con mẹ nó, đây là thần thạch, nhiều như vậy. Lấy tâm tính Tiêu Phàm cũng không nhịn được nói tục, thật sự là khó mà ức chế kích động trong lòng. Hồn thạch Tiêu Phàm gặp qua không ít, thậm chí ngay cả cực phẩm hồn thạch hắn đều gặp qua rất nhiều, nhưng thần thạch hắn vẻn vẹn gặp qua mấy khối. Hắn thấy, thần thạch ở chiến hồn đại lục thập phần thưa thớt, có một khối là một khối, nhưng hiện tại hắn vậy mà nhìn thấy một tòa núi thần thạch, cái này khiến hắn bình tĩnh như thế nào. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt Tiêu Phàm trốn vào trong hang động, nhìn thấy thần thạch, hắn lại làm sao có thể buông tha đây. Phải biết, đột phá chiến thần cảnh là nhất định phải luyện hóa thần linh chi khí, mặc dù Lâu Ngạo Thiên mượn nhờ lực lượng Lâu Lan cổ địa phá vỡ cửu khúc ma thần trận, không có lực lượng chèo chống ngũ hành phong ấn sớm muộn sẽ biến mất. Đến lúc đó cổ tinh đạo thần linh chi khí liền có thể tiến vào chiến hồn đại lục. Nhưng ai biết rõ thần linh chi khí lúc nào mới có thể nồng đậm đến cấp độ có thể đột phá chiến thần cảnh đây. Tiêu Phàm thầm than trong lòng, lục bá hậu bọn hắn còn tính là có chút lương tâm, chừa chút đồ vật hữu dụng cho hắn. Hô, lúc Tiêu Phàm tiến vào trong huyệt động, không trung đáp xuống một đạo thiểm điện lao thẳng tới Tiêu Phàm. Nếu như bọn lục bá hậu biết nơi này có thần thạch, đoán chừng cũng liền nhún nhún vai, bởi vì bọn hắn cũng không biết nơi này vậy mà còn sót lại nhiều thần thạch như vậy. Tiêu Phàm cảm ứng được phía sau phát lạnh, thời khắc vội vàng, đưa tay chính là một kiếm nghênh đón, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tay nắm lấy tu la kiếm bị đau nhức. Bang, đốm lửa bắn tứ tung hư không, tiếng kim loại bén nhọn va chạm vang lên, dưới cỗ lực lượng này, Tiêu Phàm trùng điệp đâm vào vách đá phía trên hang động, vách đá vẻn vẹn rung động một cái, nhưng lại không có vỡ ra. Tiêu Phàm đứng dậy, hồn lực trong nháy mắt bắt được một đạo thân ảnh, hắn rốt cục biết đồ vật lớn cỡ bàn tay là thứ gì. Huyết ma cũng không có lừa hắn, đây đúng là một khối đá, chỉ là tảng đá này lại đầy đủ hình người, thậm chí ngay cả cái mũi, lỗ tai cũng phác họa ra, hoàn toàn là một thạch đầu tiểu nhân. Thạch nhân tộc, Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, Trọc Thiên Hồng quả nhiên không có nói sai, gia hỏa này chính là thạch nhân tộc, thiên sinh thánh linh. Ea đột nhiên thạch đầu tiểu nhân phát ra một tiếng rít liền hướng lấy Tiêu Phàm gào thét đến, lần này có chuẩn bị, Tiêu Phàm cũng không sợ bất quá, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, một vệt sáng càng nhanh, một cái móng vuốt to lớn hung hăng đập vào phía trên thạch đầu tiểu nhân, thạch đầu tiểu nhân trong vách đá hang động điên cuồng đụng chạm, phát ra trận thanh âm long long. Rất hiển nhiên, vừa mới ra tay chính là Tiểu Kim kịp thời chạy tới, một bàn tay trực tiếp đem thạch đầu tiểu nhân quất bay. Thời gian một cái hô hấp, thạch đầu tiểu nhân ổn định thân hình, vũ động nắm đấm, phẫn nộ hướng về Tiểu Kim đánh tới. Cảm nhận được thạch đầu tiểu nhân phẫn nộ, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái,
gia hỏa này tâm tính làm sao cảm giác giống một đứa bé vậy nhỉ? Nếu là đổi lại hồn thú cùng tu sĩ nhân loại khác đoán chừng đã sớm sát khí hừng hực, làm sao chỉ đơn giản phẫn nộ như vậy? Dù sao, Tiêu Phàm đánh chủ ý đối với những thần thạch này, đối với thạch đầu tiểu nhân mà nói, những thần thạch này là bảo bối của hắn, nó còn muốn mượn nhờ những thần thạch này đột phá. Đương nhiên, Tiêu Phàm không có khả năng bởi vì thạch đầu tiểu nhân động sát ý mà từ bỏ nhiều thần thạch như vậy, vô luận là tiểu thiên địa hay là hắn về sau đột phá chiến thần cảnh đều cần số lượng thần thạch khổng lồ. Sát na phương hoa, nghĩ vậy, Tiêu Phàm đưa tay vung một kiếm, xông thẳng tới thạch đầu tiểu nhân, tốc độ Tiêu Phàm cũng không chậm, khi thạch đầu tiểu nhân sắp tới gần tiểu kim, liền một kiếm chạm trên người nó. Đốm lửa quanh thân thạch đầu tiểu nhân bắn tứ tung, bị một cỗ đại lực tung bay, hướng về bên ngoài hang động kích xạ đi, nhưng thân thể nó không có nhận bất luận tổn thương gì. Thạch đầu tiểu nhân bị Tiêu Phàm đuổi ra khỏi hang động càng thêm phát cuồng, muốn theo Tiêu Phàm liều mạng, bất quá lại bị tiểu kim ngăn khuất bên ngoài huyệt động. Giết một người, cùng cuốn lấy một người không giống nhau, tiểu kim cố nhiên khó mà đánh bại thạch đầu tiểu nhân, nhưng vây khốn nó lại rất dễ dàng làm được. Vô luận thạch đầu tiểu nhân liều mạng như thế nào, tiểu kim đều ngăn cản tại cửa vào huyệt động, không cho nó tới gần. Vẫn là một cái thạch đầu ương ngạnh. Hồn lực Tiêu Phàm bắt được cử động thạch đầu tiểu nhân, trong lòng hơi kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có loại cảm giác tội lỗi, liền tựa như bản thân là một người lớn đang khi dễ một đứa bé. Cái thế giới này vốn chính là tàn nhẫn, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, bằng hữu tàn sát lẫn nhau cũng như chuyện thường ngày, một người xa lạ đoạt thần thạch lại có cái gì không đúng. Nội tâm Tiêu Phàm một lần nói cho bản thân. Nhưng mà Tiêu Phàm cảm giác bản thân vẫn không ngoan độc được như thế, có lẽ bởi vì tư tưởng hắn cùng người ở thế giới này có chút không giống. Có lẽ cũng chính là bởi vì điểm này mà Tiêu Phàm mới có thể có thành tựu bây giờ. Tiểu Kim, dừng tay. Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn, Tiểu Kim nghe vậy, một móng vuốt đánh bay thạch đầu tiểu nhân, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Thạch đầu tiểu nhân phẫn nộ lần nữa nhào tới, lại bị thân ảnh Tiêu Phàm hét lại, ngươi nếu tiến lên nữa một bước, thần thạch nơi này ta lấy một khối cũng không còn. Tiêu Phàm cũng mặc kệ thạch đầu tiểu nhân có thể nghe hiểu được lời hắn hay không, nhưng sự thật chứng minh thạch đầu tiểu nhân vẫn là nghe hiểu, bằng không nó cũng sẽ không ngừng thân hình. Nhìn thấy thạch đầu tiểu nhân ngừng bước chân, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra ý cười, nói ra, những thần thạch này, ta chỉ cần một nửa, như thế nào? Nghe vậy, thạch đầu tiểu nhân vũ động nắm đấm, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, nó đột nhiên mở ra cái miệng đóng chặt nói, thạch. Thạch đầu, đều là của ta, ngươi biết nói chuyện. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, thạch đầu tiểu nhân thật đúng là vượt qua ngoài ý muốn, mặc dù mồm miệng không rõ, nhưng quả thật có thể nói chuyện. Đương nhiên, thạch đầu tiểu nhân cao ngạo nâng đầu. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, bản thân lại bị một cái thạch đầu khinh bỉ. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, bên trong lịch sử dài dằng dặc, thạch nhân tộc vẫn đang hấp thu thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí trưởng thành, trong quá trình này bọn chúng kỳ thật đã sớm sinh ra linh trí. Nếu như bên người thường xuyên có nhân loại, dần ra, bọn chúng tự nhiên có thể học tập ngôn ngữ nhân loại, cái này cũng không quá mức hiếm lạ. Chỉ là thạch đầu tiểu nhân cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện, cho nên ngay từ đầu có chút mất tự nhiên. Nếu có thể nghe hiểu ta nói chuyện, vậy liền dễ hơn a. Khóe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, nói, thứ nhất, những thần thạch này không phải của ngươi, mà là của ta. Là của ta, bởi vì quá mức phẫn nộ, thạch đầu tiểu nhân vậy mà không còn cả lăm. Mảnh không gian bí cảnh này đều là của ta, không nói những thần thạch này là của ta, mà ngươi cũng là của ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, lúc này hắn nhất định phải cường thế. Tiêu Phàm cũng không nói láo, mảnh không gian bí cảnh này đều là của hắn, huống chi những thần thạch này. Nếu như không phải bởi vì thực lực thạch đầu tiểu nhân, trong thời gian ngắn Tiêu Phàm không trị được nó, cũng sợ chọc giận nó mà làm ra sự tình thất thường gì, cho nên Tiêu Phàm không muốn cùng nó cứng đối cứng. Không cho thạch đầu tiểu nhân cơ hội phản bác, Tiêu Phàm tiếp tục nói, thứ hai, coi như ngươi không phải của ta. Nhưng ngươi thôn phệ thần linh chi khí cùng thần thạch trong không gian bí cảnh mới sinh ra linh trí, vô số tuế nguyệt đến nay, ngươi không biết thôn phệ bao nhiêu, ta cũng không muốn ngươi trả lại toàn bộ cho ta, nhưng mấy chục tỷ thần thạch vẫn phải trả. Mấy chục tỷ,
Thạch đầu tiểu nhân trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, liền nó đều khó có thể tưởng tượng mấy chục tỷ thần thạch là bao nhiêu. Nhìn thấy thần sắc thạch đầu tiểu nhân, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, nhìn đến thạch đầu tiểu nhân này trừ tâm tính giống như trẻ con thì trí tuệ vẫn không có vấn đề gì. Không sai, chính là mấy chục tỷ, hơn nữa ta vẫn là giảm một chút cho ngươi, bằng không, ít nhất phải hơn ngàn ức, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi sinh ra linh trí đến nay đã thôn phệ bao nhiêu thần linh chi khí. Tiêu Phàm hết sức nghiêm túc gật đầu nói, một chút cũng không giống nói đùa. Ta, thạch đầu tiểu nhân nhất thời không biết nói gì, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Phàm. Ta nói đúng đúng không? Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng nói, hắn hiện tại khi dễ chính là tâm tính thạch đầu nhân đơn thuần, nhìn có thể thừa cơ lắc lư nó hay không. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm lại đang hộc máu, khó trách thạch nhân tộc nghịch thiên như thế, một thạch nhân sinh ra lại thôn vệ hơn ngàn ước thần thạch, hắn đây cũng quá khủng bố rồi. Hắn còn nhớ Hề lão đã nói với hắn, Hề lão vì đột phá chiến thần cảnh mới chuẩn bị mười mấy khối thần thạch, so với hơn ngàn ước, đây chính là chênh lệch gấp trăm lần đó. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là thạch nhân tộc mà thôi, những chủng tộc so với thạch nhân tộc càng thêm nghịch thiên thì sao? Tiêu Phàm không muốn tiếp tục nghĩ, hồn lực một mực tập trung vào thạch đầu tiểu nhân, hắn phát hiện thạch đầu tiểu nhân đã có chút dục dịch. Như vậy đi, ngươi và ta đạt thành một cái hiệp nghị như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, thần thạch nơi này ta đưa một phần ba cho ngươi, mặt khác, ngươi trước kia thiếu nợ ta mấy chục tỷ thần thạch, từ từ trả sau. Tiêu Phàm còn nói thêm. Nghe Tiêu Phàm nói như thế, thạch đầu tiểu nhân tựa như một hài tử làm sai, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, thỏa thuận gì? Ngươi ở bên cạnh ta, nếu như ta cần ngươi hỗ trợ, ngươi không thể cự tuyệt, kỳ hạn chính là 100 năm, 100 năm sau, mấy chục tỷ thần thạch không phải trả, ngươi cũng có thể rời đi, cuộc mua bán này có phải rất có lời hay không? Tiêu Phàm cười cười nói. Thạch đầu tiểu nhân hơi hơi trầm ngâm một cái, lúc này mới lên tiếng nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta còn có một cái điều kiện. Thạch đầu tiểu nhân càng nói càng thông thuận, hoàn toàn không còn cà lăm, việc này khiến Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Nói, trong lòng Tiêu Phàm vui vẻ, bất quá ngoài mặt vẫn là cưỡng ép bảo trì bình tĩnh. Bên người có một cái thạch đầu nhân, đây chính là thêm một sự giúp đỡ lớn đó, trong lòng Tiêu Phàm có loại cảm giác. Một trận chiến với chiến thần điện sắp xảy ra, chỉ cần đối với hắn có trợ giúp, Tiêu Phàm đều sẽ không cự tuyệt. Dù sao, nội tình Tu La Điện cùng chiến thần điện hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, chủ yếu là chiến thần điện còn không phải địch nhân cuối cùng của Tu La Điện. Về sau tìm được những thạch đầu kỳ dịch đều phải cho ta. Thạch đầu tiểu nhân nói ra. Thành giao. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Thành giao. Thạch đầu tiểu nhân cũng cười cười. Cười so với Tiêu Phàm càng thêm sán lạn. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm hơi hơi ngưng tụ, trong lòng thầm mắng nói ý, không phải nó cố ý để bị dụ chứ, nếu quả thật là như thế, bộ dáng trước đó không phải là giả à. Mình mới là người bị nó lừa. Mặc kệ ai lừa ai, dù sao chỉ cần trên một thuyền là đủ. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, bất quá trong lòng để tỉnh một câu cho bản thân. Thạch đầu tiểu nhân tuyệt đối không có đơn thuần như trong tưởng tượng. Việc này khiến Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới lúc trước nhìn thấy Sở Phiền lúc trước cũng không phải là nhí nha nhí nhảnh như thế sao? Không biết Sở Phiền cùng tiểu ma nữ hiện tại như thế nào? Tiêu Phàm nghĩ thầm, cũng ngay lúc này, chiến hồn đại lục, phía trên hòn đảo lượn lờ một cỗ tiên vụ phóng hà mang sáng chói, bốn phía hòn đảo tụ tập không ít thân ảnh, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trung ương hòn đảo. Linh hồn chi lực thật thuần khiết. Huyễn Ngân lần trước mang về nữ tử kia rốt cuộc là ai, cho dù là hồn tộc tiên tổ cũng không có linh hồn chi lực thuần khiết như thế. Cùng tiên tổ so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn, nàng hiện tại tối đa chỉ là chiến thánh đỉnh phong, chỉ cần không đột phá chiến thần, linh hồn chi lực không có khả năng hoàn toàn không có tạp chất. Không sai, hồn tộc vốn là thiên sinh thần tu, linh hồn chi lực là có thể không ngừng rèn luyện, hiện tại không bằng tiên tổ, không có nghĩa là nàng về sau không thể. Đoán chừng liền linh hồn Huyễn Ngân tỷ thuần khiết cũng không cao bằng nàng. Hồn tộc ta lại muốn quật khởi, có lẽ có thể tái hiện huy hoàng vạn năm trước. Bốn phía tu sĩ thấp giọng nghị luận, thanh âm bọn hắn rất nhỏ, sợ quấy nhiễu một ít người, phần lớn trong mắt người đều là vẻ chờ mong. Trong ánh mắt đám người kinh ngạc, hà mang trung ương hòn đảo chậm rãi ảm đạm xuống,
cuối cùng biến cực kỳ bình tĩnh, đám người lần nữa ồn ào lên. Yên lặng, đúng lúc này, thiên khung vang lên một đạo thanh âm già nua, đám người xôi trào trong nháy mắt an tĩnh lại, chờ đạo thanh âm kia tiếp tục vang lên. Trưởng lão nhất trí quyết định, từ hôm nay, Diệp Thi Vũ là công chúa hồn tộc, tộc trưởng hồn tộc đời tiếp theo. Thanh âm già nua lần nữa quanh quẩn tại hư không. Cái gì, công chúa hồn tộc, nàng mới đến hồn tộc không đến 2 năm, làm sao có thể để nàng đảm nhiệm hồn tộc tộc trưởng? Tộc trưởng hồn tộc, há có thể là trò đùa? Đám người lập tức nổ tung như nước sôi, cũng khó trách bọn hắn như thế, hồn tộc đã rất nhiều năm không có công chúa hồn tộc, lại càng không cần phải nói người thừa kế tộc trưởng. Một kẻ vừa mới gia nhập hồn tộc chỉ có không đến 2 năm người liền trở thành người thừa kế tộc trưởng hồn tộc, chuyện này khiến bọn hắn tin phục như thế nào? Bất quá cũng có người trầm mặc không nói, bọn hắn rất rõ ràng vừa mới lên tiếng là người nào, đây chính là hồn tộc đại trưởng lão, người có quyền uy cao nhất toàn bộ hồn tộc. Hơn nữa, một câu của đại trưởng lão, chúng trưởng lão nhất trí quyết định, càng làm cho bọn hắn bất lực phản bác. Muốn để chúng trưởng lão thống nhất toàn bộ ý kiến có bao nhiêu gian nan, bọn hắn không phải không biết. Nhưng cũng chính là như thế mà bọn hắn mới biết quyết định này không có người có thể phản bác, dù là bọn hắn đều không đồng ý. Chúng trưởng lão quyết định như vậy khẳng định có lý do, hơn nữa nhất định là quyết định vì toàn bộ hồn tộc. Bên trong một tòa cung điện giữa hòn đảo, hai bên hết thảy ngồi 10 đạo bóng người, có nam có nữ, bất quá đại bộ phận đều là lão nhân. Mà ở giữa đại điện lại đứng đấy 4 đạo bóng người, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra 2 người, chính là Diệp Thi Vũ cùng Trầm Huyễn Ngân. Các vị trưởng lão, Thi Vũ có tài đức gì trở thành công chúa hồn tộc, Huyễn Ngân tỷ so với ta càng thích hợp hơn mới đúng. Diệp Thi Vũ có chút tâm thần bất định. Nàng tâm thần bất định, một chút cũng không phải làm ra vẻ, sau khi đi tới hồn tộc, Diệp Thi Vũ đối với hồn tộc qua lại cũng có biết một cách toàn diện. Người có thể thừa kế hồn tộc phải có không ít mới đúng, như thế nào cũng không tới phiên Diệp Thi Vũ nàng. Trầm Huyễn Ngân há miệng muốn nói, lời nói đến miệng vừa cuối cùng vẫn nghẹn trở về. Thi Vũ, việc này không cần nhiều lời, hồn tộc ta đã nhiều năm không có công chúa và tộc trưởng, lão tộc trưởng hồn du thiên địa, không biết tung tích, chúng ta tự nhiên có quyền lực quyết định, hơn nữa trưởng lão ở đây đều không có phản đối, như vậy từ hiện tại trở đi, ngươi chính là công chúa hồn tộc. Một bà lão ngồi ở bên trái đại điện mở miệng nói. Bà lão chống gậy, mặc nát hoa trường bào, nhìn qua tinh thần sáng rực, nàng chính là tộc trưởng thay mặt hồn tộc, là đại trưởng lão anh bà bà. Anh bà bà, Diệp Thi Vũ còn muốn nói cái gì? Thi Vũ, người cũng không cần chối từ, đây chính là vinh dự vô cùng, người nhất định phải làm tấm gương cho những người hồn tộc khác. Không sai, trưởng lão chúng ta nhất trí đồng ý ngươi trở thành công chúa hồn tộc. Người nối nghiệp tộc trưởng, trừ phi tộc trưởng trở về, bằng không không có người nào dám nghi vấn thân phận cùng địa vị ngươi. Từ hiện tại trở đi, cái ghế kia liền chỉ Thi Vũ ngươi tới ngồi, chỉ có ngươi mới có hy vọng có thể thống lĩnh hồn tộc đi về phía huy hoàng. Không đợi Diệp Thi Vũ nói xong, các đại trưởng lão chỉ ngươi một lời ta một câu, đem Diệp Thi Vũ trong nháy mắt nâng đến trên trời. Mời công chúa thượng tọa. Đột nhiên, thập đại trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Hướng về Diệp Thi Vũ cung kính bái nói. Ta, tiểu ma nữ nhất thời có chút không biết làm sao, đành phải hướng Trầm Huyễn Ngân quăng tới một ánh mắt cầu cứu. Thi Vũ, các vị trưởng lão nói không sai, huyết mạch chi lực ngươi có thể so với hồn tộc tiên tổ ta, chỉ có ngươi có thể mang theo hồn tộc đi về phía huy hoàng. Trầm Huyễn Ngân hít sâu một cái, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Thi Vũ liền miễn cưỡng đảm nhiệm đại vị này. Chờ có người càng thích hợp hơn, lại để cho người khác. Tiểu ma nữ bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận thân phận công chúa hồn tộc. Sau đó chậm rãi hướng về bảo tọa trên đại điện đi đến, nàng lại không phát hiện ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía nàng tràn đầy xem thường, nụ cười kia cũng thập phần hư giả. Lúc này, tiểu ma nữ rốt cục vẫn ngồi xuống trên bảo tọa, chỉ là ngồi xuống một khắc, trong lòng nàng thập phần bất an. Công chúa! Tiểu ma nữ vừa ngồi xuống, cái mông đều không ngồi ấm chỗ, anh bà bà liền mở miệng nói, tộc trưởng hồn du thiên ngoại, hồn tộc ta cần công chúa chủ trì đại sự. Anh bà, ngài có chuyện gì? Tiểu ma nữ cũng cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng hiện tại, đã không cho phép nàng hối hận. Ngày gần đây, mộ địa tiên tổ hồn tộc hàng đêm bất an,
chúng ta ngày nhớ đêm mong tiến vào mộ địa tiên tổ điều tra chuyện gì, linh hồn chi lực chúng ta cũng không đủ thuần túy, chỉ có công chúa hồn tộc có thể tiến vào, cho nên. Anh bà vừa nói, hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhẫn không được chảy ra, rút tiếng nói, hậu bối cúng ta vô năng, liền tiền bối hồn đều không thể để cho hắn nghỉ ngơi. Đại trưởng lão, việc này không liên quan tới ngài, chuyện này đều do linh hồn chi lực chúng ta không đủ thuần khiết, bằng không nhất định có thể tiến vào trấn an linh hồn tiên tổ. Đúng vậy, đáng tiếc đạo hồn giới kia gây khó dễ, ai, chúng ta vô năng. Hồn tộc xuống dốc không đáng sợ là hồn tiên tổ đều không được an bình. Các trưởng lão người một lời ta một câu, mỗi người đều lộ ra vẻ bi thương, một nam một nữ bên cạnh Trầm Huyễn Ngân cũng giống như thế. Bên trong đại điện, trừ Trầm Huyễn Ngân, những người khác đều có chút lệ nóng lưng tròng. Trầm Huyễn Ngân nhìn tiểu ma nữ trên bảo tọa, thầm nghĩ trong lòng, Thi Vũ, ngươi ngàn vạn không nên đáp ứng. Nếu không ta đi thử xem, lời nói trong lòng Trầm Huyễn Ngân chưa rơi, tiểu ma nữ liền yếu ớt mở miệng nói, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy những người này vì tổ tiên chi hồn mà khó chịu. Nghe được tiểu ma nữ nói, vẻ bi thương trên mặt đại trưởng lão bọn hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là mừng rỡ. Công chúa đại nghĩa, đám người cung kính nói. Sắc mặt Trầm Huyễn Ngân một trận khó coi, nắm đấm nắm chặt, nói thầm, Thi Vũ, là ta hại ngươi. Không được, ta không thể để cho ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ đi tìm Tiêu Phàm, đại trưởng lão bọn hắn sẽ nể mặt Tu La Điện Chủ. Trầm Huyễn Ngân âm thầm cắn răng nói. Nàng biết, nếu như Tiêu Phàm biết rõ việc này, lấy hiểu biết của nàng đối với Tu La Điện Chủ, toàn bộ hồn tộc đoán chừng đều phải chôn cùng. Dạng sự tình này, nàng tuyệt đối sẽ không để phát sinh. Tiểu ma nữ bình thường mặc dù nhí nha nhí nhảnh nhưng nội tâm lại cực kỳ thiện lương, chỗ nào biết những người này thật ra là không có hảo ý. Huyễn Ngân, người mang theo công chúa đi Đông Cung, nhất định không thể lãnh đạm công chúa. Hồi lâu, đại trưởng lão anh bà vui vẻ ra mặt nói, cả người tựa như trẻ ra mấy chục tuổi. Đúng vậy, Huyễn Ngân, về sau ngươi không thể gọi thẳng tên công chúa. Đúng. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía tiểu ma nữ tràn ngập vui vẻ, tựa như tiểu ma nữ giải quyết cho bọn hắn một phiền toái rất lớn. Vâng, Trầm Huyễn Ngân cung kính, thần sắc hết sức phức tạp, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó, một đám trưởng lão đều đứng lên cung tiễn tiểu ma nữ rời khỏi cung điện, chẳng qua là khi tiểu ma nữ cùng Trầm Huyễn Ngân bọn hắn rời đi, một đám trưởng lão trong nháy mắt lộ ra một vòng lãnh ý. Tựa như âm mưu đạt được. Sự tình mộ địa xem như giải quyết, một đoạn thời gian này, mọi người bất kể là thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, nhất định phải coi Diệp Thi Vũ là công chúa chân chính mà đối đãi. Đại trưởng lão anh bà nghiêm nghị nói. Đại trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, công chúa nói thế nào cũng là vì hồn tộc hy sinh, chúng ta làm sao có thể không tôn kính nàng đây. Một lão đầu mở miệng nói, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, nếu để cho tộc nhân hồn tộc khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bình thường những trưởng lão đối chọi lẫn nhau, hôm nay như thế nào cùng một đầu chiến tuyến đây? Ai, từ khi tộc trưởng mang theo mấy vị tộc lão rời đi, hồn tộc một ngày không bằng một ngày a, hơn ngàn năm đến nay vậy mà lại không có một người đột phá cảnh giới trong truyền thuyết. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Các trưởng lão khác cũng cúi đầu. Bọn hắn tự nhiên biết rõ cảnh giới trong truyền thuyết trong miệng đại trưởng lão là cái gì, dĩ nhiên chính là chiến thần cảnh. Vấn đề này bọn hắn cũng không hiểu, phải biết, hồn tộc danh xưng thiên sinh thần tộc, vậy mà hơn ngàn năm không sinh ra một chiến thần cảnh nào. Chủng tộc thiếu khuyết chiến thần cảnh, lại có tư cách gì xưng là thần tộc đây? Mọi người tản đi, cửu trưởng lão, thất trưởng lão, các ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt công chúa, đừng làm ra bất luận cái gì khác. Đại trưởng lão khoát tay một cái nói. Tộc trưởng không có ở đây, nàng không chỉ là hồn tộc đại trưởng lão, vẫn là tộc trưởng thay mặt hồn tộc nàng lớn nhất. Đương nhiên, bây giờ có công chúa hồn tộc, cái kia cũng không giống nhau. Yên tâm đi, đại trưởng lão, chúng ta nhất định hảo hảo trông nom công chúa điện hạ. Hai bà lão ngầm hiểu cười nói. Các nàng là đi trông nom tiểu ma nữ, căn bản chính là giám thị. Không cho tiểu ma nữ chạy mất, chỉ là các nàng không dám trắng trợn nói ra mà thôi.
Lại nói Trầm Huyễn Ngân mang theo tiểu ma nữ rời đi, xuyên qua từng tòa cung điện, cuối cùng đi tới trước mặt một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trừ chỗ ở cung điện tộc trưởng, tòa cung điện này là dễ thấy nhất. Huyễn Ngân tỷ, ngươi làm sao giống như không vui vậy, có phải ta trở thành công chúa hồn tộc làm ngươi không vui hay không? Tiểu ma nữ nhìn Trầm Huyễn Ngân nghi hoặc khó hiểu nói. Không phải. Trên mặt Trầm Huyễn Ngân miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, nhìn quanh bốn phía không người, hít sâu một cái nói, nơi này chính là Đông Cung, chúng ta đi vào rồi nói. Dứt lời, cũng không đợi tiểu ma nữ phản ứng, liền lôi kéo tiểu ma nữ đi vào bên trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một vệt sáng bao phủ hai người, lo lắng nói ra, thì Vũ, ngươi không nên đáp ứng các nàng. Ngươi là nói việc tiến vào hồn tộc mộ địa. Tiểu ma nữ cười cười nói, có phải tiến vào mộ địa rất nguy hiểm hay không? Ngươi biết rõ còn đáp ứng các nàng. Trầm Huyễn Ngân kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, một mặt không hiểu hỏi. Trong lòng nàng còn có một câu không nói, chính là tiến vào hồn tộc mộ địa không chỉ là nguy hiểm, căn bản chính là đi chịu chết, ai đi đều không thể còn sống trở về. Yên tâm đi, Huyễn Ngân tỷ, ta không có việc gì. Tiểu ma nữ nở nụ cười xinh đẹp. Tựa như hết thảy ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Ngươi là... Trầm Huyễn Ngân còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác có mấy cỗ khí tức cường đại đang đến gần, nàng vội vàng triệt hồi hồn lực quang cháo. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, công chúa, ở đây còn chưa quen thuộc, có cái gì muốn chúng ta giúp ngài không? Trầm Huyễn Ngân đi qua mở cửa đại điện. Lại nhìn thấy hai bà lão đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn Trầm Huyễn Ngân, bên trong ánh mắt hiển nhiên còn có ý tứ gì khác. Công chúa, chúng ta không có quấy rầy chứ? Trong đó một bà lão tương đối cao gầy nhìn tiểu ma nữ nói. Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp Trầm Huyễn Ngân lóe qua một vẻ lo lắng, sợ tiểu ma nữ nói nhầm. Thất trưởng lão nói quá lời, Huyễn Ngân tỷ vừa mới nói cho ta biết, trở thành công chúa hồn tộc phải chú ý một chút. Thì Vũ đang học tập đây. Tiểu ma nữ cười nói. Vậy là tốt rồi. Thất trưởng lão ý vị thâm trường nhìn Trầm Huyễn Ngân nói ra, tựa như đang cảnh cáo nàng, muốn nói cũng chỉ nói thứ nên nói, không nên nói tốt nhất đừng nói. Huyễn Ngân tỷ, ta hôm nay có chút mệt mỏi, ngươi liền đi trước đi, ngày khác ta lại hướng ngươi thỉnh giáo. Tiểu ma nữ bất động thanh sắc nói ra, tựa như đã xem thấu suy nghĩ trong lòng các nàng. Công chúa, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, vậy ta cáo từ trước. Trầm Huyễn Ngân hướng về phía đám người hơi hơi thi lễ, sau đó rời khỏi đại điện, biến mất ở bên trong ánh mắt ba người. Công chúa, chúng ta cũng cáo từ, trở về ta sẽ đem nha hoàn an bài tốt, để công chúa dễ chịu. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng chuẩn bị thối lui. Vậy liền phiền phức hai vị trưởng lão. Tiểu ma nữ một mực vui vẻ ra mặt. Nhìn qua là đơn thuần như vậy. Đợi đến khi đám người rời đi, tiểu ma nữ đưa tay một hồi, cánh cửa đại điện quan bế, nụ cười trên mặt nàng cũng chậm chậm ngưng kết. Thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt như vậy sao? Ta là tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ cười thầm nói, nếu như không phải luôn cảm giác nơi đó có thứ gì đang triệu hoán ta, ta làm sao có thể tùy tiện đáp ứng? Các đại trưởng lão hồn tộc chỗ nào biết rõ, các nàng đang diễn kịch. Nhưng tiểu ma nữ làm sao không phải cũng đang diễn kịch đây. Những năm này trải qua quá nhiều sự tình, tiểu ma nữ đâu như tiểu nữ hài lúc trước, tại thế giới người này ăn thịt người kia, không chừa chút tâm nhãn, làm sao chết đều không biết. Huống chi, các đại trưởng lão tại hồn tộc địa vị cao, bọn hắn có ai sẽ cam tâm tình nguyện đội lên đầu mình một đạo gông xiềng đây. Phu quân là điện chủ Tu La Điện, ta sao có thể kéo hắn. Năm đó hồn tộc cùng Tu La Điện là liên minh, về sau cũng lại là liên minh. Thần sắc tiểu ma nữ kiên định nói. Lại nói Trầm Huyễn Ngân rời đi, trở lại chỗ ở, nàng lập tức trở về cung điện của mình, tìm tới Sở Phiền đang tu luyện. Sở Phiền bây giờ cũng đại khái có bộ dáng tiểu hài từ 6-7 tuổi, bất quá bộ dáng vẫn béo béo như trước. Huyễn Ngân tỷ, ngươi sao vội vã tìm ta như thế? Sở Phiền nghi hoặc nhìn Trầm Huyễn Ngân nói. Sở Phiền. Hiện tại ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Việc này liên quan đến an nguy ngươi và Thi Vũ. Trầm Huyễn Ngân hết sức trịnh trọng nói, sau đó lòng bàn tay đột nhiên thêm hai khối ngọc phù, thời gian không kịp, hai khối ngọc phù,
một khối cho ngươi, một khối khác là cho Tiêu Phàm, hiện tại, ta đưa ngươi rời đi. Rời đi, đi nơi nào, làm sao cùng Tiêu đại ca có quan hệ vậy? Sở Phiền kinh ngạc nhìn Trầm Huyễn Ngân, một cái liền toát ra liên tiếp nghi vấn. Mình ở hồn tộc đang yên đang lành, làm sao đột nhiên phải rời đi? Thời gian không nhiều, ta đưa ngươi rời đi. Trầm Huyễn Ngân đột nhiên biến sắc, lăng không vạch một cái, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo liệt phùng, một cỗ đại lực bọc lấy Sở Phiền, liền hướng bên trong hư không liệt phùng đi. Một màn này làm Sở Phiền dọa sợ, đồng thời, bên ngoài lại truyền tới một đạo thanh âm, Huyễn Ngân có đây không? Thất trưởng lão, Trầm Huyễn Ngân nghe được thanh âm kia, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một trưởng đem Sở Phiền đẩy vào bên trong hư không liệt phùng. Sở Phiền bị dọa cho phát sợ, vội vàng kêu rên nói, Huyễn Ngân tỷ, ta sai, không muốn a. Hắn rất rõ ràng, lấy thực lực hắn tiến vào bên trong hư không liệt phùng, một khi gặp gỡ hư vô phong bạo, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm Tiêu Phàm. Trầm Huyễn Ngân một chút đều không có ý tứ mềm lòng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hiện tại chỉ có Sở Phiền mới có thể cứu Diệp Thi Vũ. Hơn nữa, thất trưởng lão đến nơi này nhất định là đến uy hiếp nàng, cho nên, đây là biện pháp duy nhất nàng có thể cứu tiểu ma nữ. Hư không liệt phùng biến mất, Trầm Huyễn Ngân hít sâu một cái bình phục suy nghĩ, tựa như cái gì đều không phát sinh, đi về phía cửa. Đẩy cửa phòng ra, thất trưởng lão đang đứng ở cửa ra vào, Trầm Huyễn Ngân khẽ mỉm cười nói, thất trưởng lão, có chuyện gì sao? Ta lần này tới là có một chút sự tình nói với ngươi. Thất trưởng lão cười tủm tỉm nói, con ngươi cẩn thận bắt đầu đánh giá trong phòng. Vị trí bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các, Tiêu Phàm bàn giao bọn Tiêu Linh Nhi, để bọn họ tiếp tục thu thập linh dược, mà hắn lại cùng Tiểu Kim, Thạch Đầu Tiểu Nhân tiến vào chỗ sâu hang động. Thần thạch nơi này, Tiêu Phàm chuẩn bị trong thời gian ngắn thu tập, bởi vì vạn thánh dược các không ở trên người hắn, vạn nhất Sở gia đại trưởng lão luyện hóa vạn thánh dược các cũng vô cùng có khả năng tiến vào nơi này. Cho nên, Tiêu Phàm để bọn Tiêu Linh Nhi thu thập linh dược nơi này, cũng tận lực thu thập dược liệu cao giai, về phần thần dược càng không thể bỏ qua. Bọn Tiêu Linh Nhi có 8 người, lấy năng lực bọn hắn thu thập dược tài bát phẩm trở lên tối đa cũng chỉ cần 1-2 tháng. Mà cách chiến thần điện mở truyền tống thông đạo ra còn cần hơn 2 tháng, đối với bọn Tiêu Phàm mà nói, thời gian hoàn toàn đủ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lóa mắt đã là nửa tháng sau, Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Thạch Đầu Tiểu Nhân cuối cùng đem tất cả thần thạch đào móc ra, trên mặt Tiêu Phàm cũng rốt cục lộ ra vẻ sán lạn. Tiêu Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem 1/3 thần thạch cho Thạch Đầu Tiểu Nhân, có chừng 1 vạn khối. Về phần 2 phần kia, Tiêu Phàm thu nhập bên trong hồn giới. Hắn không đem thần thạch để vào bên trong tiểu thiên địa, sợ tiểu thiên địa tự động hấp thu, hắn không muốn thần thạch bản thân tân tân khổ khổ lấy được liền mất không như thế. Đúng rồi, tiểu thạch đầu, ngươi tên là gì? Không nói vậy ta liền gọi ngươi là tiểu thạch đầu nha. Tiêu Phàm cười cười nói, được hơn 2 vạn khối thần thạch, trong lòng cũng đắc ý. Không được kêu ta là tiểu thạch đầu. Ta tên Thạch Thánh. Thạch Đầu Tiểu Nhân một mặt ngạo nghễ nói, trừ thân hình so với người nhỏ hơn, cấu tạo trong cơ thể cùng người không giống, nó cơ hồ cùng người không có gì khác biệt. Thạch Thánh, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, quái gì hỏi, danh tự này là ai đặt cho ngươi? Đương nhiên là ta đặt, mặt khác, ta gọi Thạch Thánh, Thạch Đầu Thạch, Thánh Linh Thánh. Tiểu Thạch Đầu Thạch Thánh thập phần nghiêm túc sửa chữa. Được rồi. Dù sao ta vẫn gọi ngươi là tiểu thạch đầu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn không muốn luôn mồm gọi nó, Thạch Thánh, cái này quá quái dị. Tùy ngươi, Thạch Thánh một mặt khó chịu nhìn Tiêu Phàm. Đi thôi. Tiêu Phàm cười cười, phủi mông một cái, đột nhiên tựa như lại nghĩ tới cái gì hỏi, đúng rồi, tiểu thạch đầu, thần dược ngươi thủ hộ đâu? Cái gì thần dược, ta làm sao không biết? Ánh mắt Thạch Thánh chớp động một cái. Ngươi không nói cũng không sao cả, dù sao mảnh cổ địa này cũng chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát, đến thời điểm ta cũng sẽ tìm tới. Tiêu Phàm lơ đễnh nói ra. Hắn biết rõ Thạch Thánh chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi, Dịch Bằng bọn hắn đều thấy, làm sao có thể lừa hắn đây. Hơn nữa, hắn cũng không phải đang nói láo, chờ hắn tu vi đủ để giải khai phong ấn mảnh không gian cổ địa này, đến thời điểm đó sẽ dung nhập không gian bí cảnh vào tiểu thiên địa. Một khi tiến vào tiểu thiên địa,
Tiêu Phàm có biện pháp lấy được gốc cây thần dược kia. Mảnh cổ địa này thực sẽ vỡ vụn. Thạch Thánh trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Chẳng lẽ ngươi còn nghe ai nói qua sao? Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, thời gian nhiều nhất mấy năm, mảnh không gian bí cảnh này liền sẽ biến mất. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, khẩu khí Thạch Thánh không giống như hỏi thăm hắn, ngược lại là hướng hắn xác nhận. Ta, Thạch Thánh trong lúc nhất thời ấp úng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù mắt nhìn không thấy, nhưng hồn lực Tiêu Phàm lại bắt thập phần rõ ràng, Thạch Thánh rõ ràng là biết rõ gốc cây thần dược kia. Ta biết gốc cây thần dược kia ở đâu, Thạch Thánh cắn răng nói, nó răng dị thường sắc bén, tản ra lăng lệ quang mang, bất quá, ngươi không thể tổn thương nó, không chừng ta đem những thần thạch này đều cho ngươi. À, cái này ngược lại làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn, chẳng lẽ Thạch Thánh cùng gốc cây thánh dược kia còn có tình cảm hay sao? Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, có chút thần dược trưởng thành đến cảnh giới nhất định cũng sẽ sinh ra linh trí, bất quá quá trình dài đằng đẵng. Chỉ ít lúc trước hắn được U Minh Thần Hoa liền không có linh trí. Hơn nữa, sinh ra linh trí là quá trình cực kỳ gian nan, Thạch Thánh thủ hộ bên người thần dược khẳng định đã sớm nhận biết, trong năm tháng dài rằng giặc hai người trở thành bạn cũng rất bình thường. Không biết thần dược kia là cái gì đây? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá vẫn gật gật đầu nói, người yên tâm, ta không tổn thương nó. Nói thật. Tiêu Phàm hiện tại bắt gốc cây thần dược kia cũng không phải là vì luyện chế đan dược, mà là muốn cấy ghép đến bên trong tiểu thiên địa, cải thiện vấn đề thiên địa linh khí tiểu thiên địa. Dù sao, một gốc linh dược là có thể ảnh hưởng một mảnh địa vực, tiểu thiên địa chỉ có chừng 1.000 trượng, nếu có một gốc linh dược tiến vào mà nói, nhất định sẽ tăng tốc phát triển. Ngươi thể đi, nếu như ngươi đáp ứng, ta liền để cho bạn bè ta đi theo ngươi. Thạch Thánh vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm. Ta thề. Tiêu Phàm không chút do dự đọc lời thề, nói, hiện tại ngươi hài lòng chưa, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn nhờ bằng hữu ngươi giúp chút thôi. Ta tin tưởng ngươi. Thạch Thánh trầm ngâm, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười ngay lúc đó, Tiêu Phàm theo bản năng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, hắn nhìn không thấy được, nhưng hồn lực lại bắt được một gốc thực vật toàn thân hiện lên thanh sắc. Hồn lực Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào gốc cây thực vật kia. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, kinh ngạc nói, một gốc thanh liên. Không đúng, không giống như là hoa sen. Tiêu Phàm đánh giá gốc cây thực vật này, trong lòng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, rễ cây nó thẳng tắp, thô mà đầy đặn, phía dưới lít nha lít nhít một chút rễ cây nhỏ bé, như một gốc cây giống. Nhưng Tiêu Phàm lại biết rõ đây không phải một gốc cây giống, bởi vì ngọn cây có một đoàn diệp thanh sắc, cùng lá sen giống nhau như đúc. Nếu như gốc cây thực vật này bỏ vào sơn lâm, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không đặt trong lòng, nhưng quỷ dị là, chính là một gốc thực vật phổ thông không thể lại phổ thông như vậy lại có thể lơ lửng ở trên không, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác tâm linh thư sướng, đủ để chứng minh thực vật này bất phàm. Không đúng, Dịch Bằng bọn hắn lại là làm sao nhận ra nó là một gốc thần dược. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn không tin bản thân không bằng Dịch Bằng bọn hắn. Dịch Bằng bọn hắn đoán chừng là nhìn thấy nó huyền không phi hành cho nên mới nhận ra nó là một gốc thần dược, dù sao cũng chỉ có thần dược mới có thể nắm giữ loại năng lực này. Tiêu Phàm thầm nghĩ nói. Hồn lực hắn không ngừng đảo qua gốc cây thực vật kia, tâm thần cũng ở bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm. Sau nửa ngày, toàn thân Tiêu Phàm khẽ run lên, run giọng nói, đây là thanh mộc thần liên. Tiêu Phàm rốt cục ở bên trong tu la truyền thừa tìm ra danh tự cùng gốc cây thực vật này tương đối giống nhau, chính là thanh mộc thần liên. Thanh mộc thần liên, thuộc về thần dược trong truyền thuyết, vài vạn năm khó gặp một lần, bất quá bên trong tu la truyền thừa đã có cặn kẽ miêu tả cùng ghi chép. Thanh mộc thần liên, phía trên thần phẩm, có thể thụ thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí, ngưng kết thành hồn thạch cùng thần thạch, nắm giữ nó có thể tăng tốc độ tu luyện, hạt sen có thể thanh tâm mắt sáng. Kháng bách độc. Trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm tin tức đơn giản về thanh mộc thần liên, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rốt cục minh bạch tại sao nơi này lại có một tòa khoáng sản thần thạch, nguyên lai đều là công lao thanh mộc thần liên. Thậm chí, Tiêu Phàm phỏng đoán liền ra hỏa thạch thánh này có thể được sinh ra cũng là nhờ thanh mộc thần liên. Nếu như đem gốc cây thanh mộc thần liên rời cắm vào tiểu thiên địa, lo gì tiểu thiên địa không thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nuốt nước miếng, trong lòng hắn âm thầm thề,
vô luận dùng biện pháp gì đều nhất định sẽ đem bụi cây thanh mộc thần liên này vào bên trong tiểu thiên địa. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm nuốt nước miếng, Thạch Thánh bị dọa cho phát sợ, vội vàng ngăn ở trước người thanh mộc thần liên. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, nước bọt khóe miệng chảy dòng nhìn thanh mộc thần liên, hai mắt nó phát sáng, rất hiển nhiên Tiểu Kim cũng nhìn ra thanh mộc thần liên bất phàm. Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Kim, Thạch Thánh càng bị dọa cho phát sợ, nếu như Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hợp sức, hắn không phải là đối thủ. Các ngươi không thể không giữ lời hứa. Thạch Thánh phẫn nộ nói, hắn âm thầm không ngừng nháy mắt cho thanh mộc thần liên, để nó nhanh rời đi. Lúc này, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào lên. Tiểu Kim, dừng tay. Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lách mình ngăn lại Tiểu Kim, nhìn Thạch Thánh nói, không nghĩ tới bằng hữu ngươi lại là một gốc thanh mộc thần liên, ta muốn để nó giúp ta một chuyện, ngươi yên tâm, ta không để bằng hữu ngươi có việc, ngươi tùy thời đều có thể thấy nó. Như thế nào? Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Thạch Thánh hiển nhiên không quá tin tưởng Tiêu Phàm, rất có ý tứ ra tay đánh nhau. Ngươi có thể không tin ta sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói câu không dễ nghe, ta và Tiểu Kim thu ngươi không khó, chúng ta trước đó cùng ngươi đại chiến qua rồi. Ta nếu lừa ngươi, tất yếu cùng ngươi rông dài nhiều như vậy. Thạch Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm cũng không có lừa hắn. Nếu như Tiêu Phàm bọn hắn muốn dùng sức mạnh đối với hắn, hắn cũng không làm gì được Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Được, cuối cùng, Thạch Thánh vẫn gật đầu, quay người nhìn về phía Thanh Mộc Thần Liên nói, Thanh Linh, ta hiện tại không bảo hộ được ngươi, ngươi tạm thời lưu bên cạnh bọn họ, đến thời điểm ta sẽ bảo hộ ngươi, bọn hắn nếu dám gây bất lợi cho ngươi, ta nhất định cùng bọn hắn liều mạng. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng. Trong lòng vô cùng kinh ngạc nói, tiểu thạch đầu này sẽ không yêu một gốc thần chứ. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì, Thạch Thánh là thạch nhân tộc, thanh mộc thần liên kỳ thật cũng coi là một chủng tộc, chỉ là chút chủng tộc đều hết sức hiếm thấy, hơn nữa cực kỳ thưa thớt mà thôi. Hơn nữa, loại cảm tình bọn chúng này cũng rất thuần túy, cũng không có thêm gì khác, không phức tạp giống nhân tộc. Thanh mộc thần liên thanh linh tựa như nghe hiểu Thạch Thánh nói, khẽ đung đưa. Đột nhiên chung quanh lóe ra thanh sắc quang mang sáng lóng lánh, từng chút sáng chói chói lọi. Trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi kỳ lạ, thanh mộc thần liên vậy mà thực sinh ra linh trí, hơn nữa đã không kém gì tu sĩ nhân loại. Như vậy đi, các ngươi không nên phản kháng, ta mang các ngươi đi một nơi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thạch Thánh gật đầu, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền mang Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng thanh mộc thần liên thanh linh biến mất tại chỗ. Lần nữa lúc xuất hiện đã là bên trong tiểu thiên địa của Tiêu Phàm. Nơi này thiên địa linh khí cũng quá mỏng manh rồi. Thạch Thánh thập phần khinh thường nhìn bốn phía. Ong ong nhưng mà thanh mộc thần liên đột nhiên run lẩy bẩy, tung xuống từng đạo thanh sắc hà mang, lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán đi. Những nơi thanh sắc sóng ánh sáng đi qua, thiên địa linh khí đột nhiên trở nên mờ mịt. Thanh Linh, ngươi làm sao? Thạch Thánh vội vàng lo lắng hỏi, sau đó phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát, quát ầm lên, ngươi làm cái gì với Thanh Linh? Ta cái gì cũng không làm a. Tiêu Phàm một mặt vô tội, hắn xác thực cái gì cũng không làm, căn bản không biết Thanh Mộc Thần Liên phát sinh chuyện gì. Thanh Linh, ngươi không sao chứ? Thạch Thánh kêu to, quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại, thiếu chút nữa thì nổi điên. Ta khuyên tiểu tử ngươi tốt nhất đừng quấy rầy nó. Nó đây là được chỗ cực tốt. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh to lớn từ đằng xa tới gần, chính là Chọc Thiên Hồng. Cảm nhận được khí thế trên người Chọc Thiên Hồng, thần sắc Thạch Thánh biến đổi. Chọc Thiên Hồng, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn không muốn trên lưng mình bêu danh lừa gạt, dù là muốn Thạch Thánh bọn hắn bên cạnh mình. Chủ nhân! Ngươi nên biết chiến hồn nhân loại các ngươi cùng hồn thú biến dị đi, thanh mộc thần liên cũng đang phát sinh biến dị. Chọc Thiên Hồng nói ra, trong con ngươi phóng vô số quang mang hâm mộ. Dị biến, Tiêu Phàm cùng Thạch Thánh hai cái chăm miệng một lời. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, thanh mộc thần liên đã là phía trên thần phẩm dị biến thì sẽ biến thành cái gì? Thạch Thánh là một mặt mờ mịt, căn bản không biết dị biến là vật gì. Nơi này là tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa khai ích chi sơ, đâu đâu cũng có hỗn độn mênh mông,
nó nếu hấp thu sương mù hỗn độn vô cùng có khả năng biến thành hỗn độn thanh liên. Bên trong thanh âm khàn khàn của Trọc Thiên Hồng đều là vẻ hâm mộ. Hỗn độn thanh liên, nghe hình như rất nghiêu bức à. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nói, hắn mặc dù không biết hỗn độn thanh liên là cái gì, nhưng cảm giác dù sao cũng so với thanh mộc thần liên tốt hơn. Chủ nhân, ngươi là từ nơi nào tìm ra thanh mộc thần liên? Nếu như nó biến dị thành công thì thiên địa linh khí tiểu thiên địa, không, phải nói là thần linh chi khí nhất định sẽ nồng đậm tới cực điểm. Dù không thành công, đối với tiểu thiên địa cũng có chỗ tốt cực lớn, ngay cả thương thế ta đều có thể tăng tốc chữa trị gấp 5 lần, không bao lâu liền có thể khôi phục lại chiến thần cảnh. Trọc Thiên Hồng còn nói thêm, bất quá lần này lại là truyền âm cho Tiêu Phàm. À, còn có dạng chỗ tốt này. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi tỏa sáng, nhưng thế tiểu thiên địa của ta cũng coi như đã có quy mô đơn giản. Thạch Thánh nhìn thấy thanh mộc thần liên không có việc gì cũng thở phào. Sau đó tự mình xin lỗi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không để ý, hắn ngược lại thập phần thưởng thức Thạch Thánh trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Phàm bàn giao mấy câu liền mang Tiểu Kim rời đi, Thạch Thánh tạm thời lưu bên trong tiểu thiên địa. Sau đó, Tiêu Phàm cũng gia nhập không gian bí cảnh thu thập linh dược, nguyên bản nhiệm vụ cần một tháng, cuối cùng còn hoàn thành trước mấy ngày. Ca, mảnh cổ địa này thật đúng là phong phú. Lần này chúng ta hết thảy ngắt lấy 13.463 gốc linh dược, trong đó bát phẩm linh dược 9.675 gốc, cửu phẩm linh dược 3.788 gốc, phía dưới thất phẩm ta liền không tính toán, bất quá chỉ bằng vào những linh dược giá trị đã vượt qua thần dược các. Tiêu Linh Nhi tổng kết thành quả những ngày qua, trên mặt lộ ra vẻ kích động, những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, nhiều bát phẩm linh dược cùng cửu phẩm linh dược như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Tiêu Phàm mỉm cười, đây chính là vạn thánh dược các vạn năm tích lũy, như thế nào sở ra thần dược các có thể so sánh. Thiếu chủ, chúng ta đem những linh dược ngắt lấy cũng quá lãng phí, nếu như có thể hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là sẽ bồi dưỡng càng nhiều mầm non, cho nên. Đột nhiên, Dịch Bằng hít sâu một cái nói. Dịch Bằng không có nói tiếp, hắn biết bản thân không nên hoài nghi Tiêu Phàm, nhưng hơn một vạn gốc bát phẩm linh dược trở lên. Nếu như cứ như vậy toàn bộ ngắt lấy thì cũng quá lãng phí. Cho nên, tiếp theo các ngươi còn có một nhiệm vụ. Tiêu Phàm cười cười, lại nói, hiện tại các ngươi chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ của các ngươi trước mà thôi. Nhiệm vụ tiếp theo chính là đem những linh dược này cấy ghép ở một không gian bí cảnh khác. Còn có một không gian bí cảnh khác. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cười không nói, hắn tự nhiên sẽ không đem sự tình bên trong tiểu thiên địa nói cho đám người. Cho nên cũng chỉ nói là một cái không gian bí cảnh. Dù sao, không gian bí cảnh trùng kích không lớn hơn tiểu thiên địa, hơn nữa, đây cũng là một bí mật lớn của Tiêu Phàm. Ca, ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ, ngươi cứ nói đi, những linh dược này mặc dù dùng phương pháp đặc biệt sở ra giữ tươi, nhưng tốt nhất vẫn là lập tức cấy ghép bên trong thổ nhưỡng. Tiêu Linh Nhi nói, Tiêu Phàm gật gật đầu, lại nói, các ngươi hiện tại có một lựa chọn, hiện tại rời đi. Ta sẽ cho các ngươi thù lao những ngày qua, 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, cùng 5 cây cửu phẩm linh dược, lựa chọn thứ hai, lưu lại giúp ta xử lý dược viên. Nghe nói như thế, đám người không khỏi nuốt nước miếng, Tiêu Phàm trả tiền không phải lớn bình thường, bọn hắn chỉ bất quá hỗ trợ ngắt linh dược một tháng mà thôi, vậy mà cho thù lao lớn như vậy. Thiếu chủ, ta lưu lại. Dịch Bằng không chút do dự nói ra. Kiếm công tử, ta cũng lưu lại. Kẻ thứ hai mở miệng nói chuyện là Sở Nguyệt, nàng hiện tại cùng Dịch Bằng yêu đương, rất có một phen phu sướng phụ tùy ý vị. Tiêu Phàm cười cười lại không có nói chuyện, tâm thần rơi vào trên thân 5 người sở ra khác, đang chờ bọn hắn quyết định. 5 người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng mấy người đồng thời mở miệng nói, kiếm công tử, chúng ta đều lưu lại. Tương lai, các ngươi sẽ may mắn vì lựa chọn hôm nay. Tiêu Phàm cười cười. Nói, lưu lại, chiến thần cảnh ta không dám hứa chắc, nhưng tuyệt đối để các ngươi trở thành chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng cửu phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm thật đúng là không dám nói khoác lác, nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã có lực lượng, thực lực hắn không tệ, người bên cạnh cũng không ít cao thủ. Chủ yếu nhất là, hắn vừa mới được hơn 2 vạn khối thần thạch, nếu như có thể lĩnh ngộ áo nghĩa mà nói, đầy đủ không ít người đột phá chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh. Đám người nuốt nước miếng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi,
cảnh giới này bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong bọn hắn cũng chưa chắc có thể đạt tới. Tốt, hiện tại ta đưa các ngươi đi một nơi. Tiêu Phàm cười cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Sở Nguyệt cùng 5 người Sở gia khác đưa vào bên trong tiểu thiên địa. Huyết ma, long mãng, ta cho các ngươi một bộ công pháp, các ngươi mau chóng tu luyện thành công. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, hai đạo quang mang bắn vào mi tâm huyết ma viên cùng long văn thần mãng. Huyễn hóa chi thuật, huyết ma cùng long mãng đều hết sức kinh ngạc, huyết ma trực tiếp kêu ra. Không sai, các ngươi muốn đi theo ta chỉ có biến ảo thành bộ dáng nhân loại, bằng không mà nói, người muốn các ngươi chết không ít. Tiêu Phàm gật đầu, kỳ thật, hắn lo lắng chiến thần điện trêu chọc bọn hắn hơn. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng chiến thần điện giao phong, Tiêu Phàm cũng sẽ không sợ hãi, nên tới vẫn là sẽ tới, chỉ là sớm muộn mà thôi. Vâng, thiếu chủ. Huyết ma cùng long mãng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Tiêu Phàm chỉ là vì tốt cho bọn hắn. Tiêu Phàm sau đó lại nhìn về phía Dịch Bằng nói, Dịch Bằng, ngươi hiện tại cũng đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ, tiếp theo đi theo huyết ma cùng long mãng hảo hảo tu luyện, mau chóng đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Ách, vâng, khóe miệng Dịch Bằng có chút co lại. Đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chiến thánh cảnh đỉnh phong là dễ dàng đột phá như vậy sao? Bất quá hắn cũng không dám phản bác Tiêu Phàm. Không được không tự tin như thế, người trước kia không phải cũng nói đuổi không kịp Sở Nguyệt à, cuối cùng không phải là đuổi kịp sao? Tiêu Phàm ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai Dịch Bằng. Thiếu chủ, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Tiêu Phàm nói, Dịch Bằng tràn ngập tự tin quát to. Qua một đoạn thời gian ta sẽ đến một chuyến. Tiêu Phàm cười cười, để lại một câu nói liền mang Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi rời không gian bí cảnh, lần nữa lúc xuất hiện đã là bên trong một mảnh sơn lâm lâu lan cổ địa. Hơn một tháng, Tiêu Phàm cũng coi là đem sự tình Tiểu Thiên Địa cùng Vạn Thánh Dược các không gian bí cảnh xử lý một lần, hắn hiện tại muốn làm chính là tích lũy. Ca, cách truyền tống thông đạo mở ra còn có hơn một tháng này chúng ta làm sao bây giờ? Con mắt Tiêu Linh Nhi tặc lưu chuyển động. Đừng tưởng rằng ca mù liền không biết ngươi muốn làm gì. Tiêu Phàm bĩu môi, đột nhiên khóe miệng cũng hiện lên một vòng tà tà, hơn một tháng tự nhiên sẽ không lãng phí, người có thể tiến vào ở đây khẳng định đều có không ít tài phú. Chủ ý này hay. Tiêu Linh Nhi e sợ thiên hạ không loạn. Bất quá trước đó ngươi tìm chút thời giờ tu luyện bộ công pháp này đi. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra. Hồn biến liễm tức thuật cùng phân cân thác cốt thủ khẩu quyết in vào trong đầu Tiêu Linh Nhi. Dứt lời, thân thể Tiêu Phàm một trận ngọa nguậy, lập tức biến thành bộ dáng kiếm hạt tử, đồng thời Tiểu Kim cũng biến thành một đầu bạch sắc sư tử. Công pháp này không tồi, ta nhất định tu luyện thành công. Ánh mắt Tiêu Linh Nhi tỏa sáng, tựa như so với nàng đột phá một cái tiểu cảnh giới còn kích động hơn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thầm nghĩ trong lòng. Linh Nhi cùng tiểu ma nữ thật đúng là một dạng, đều là e sợ thiên hạ không loạn. Xuyệt, đột nhiên lỗ tai Tiêu Phàm rung động một cái, cho Tiêu Linh Nhi một cái thủ thế im lặng, sau đó chỉ phía trước, lúc này, một đạo thanh âm truyền vào trong tai Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi. Thanh Nhi, ta xem chúng ta hay là trở về trong đội ngũ Sở ra đi, dạng này tiếp theo không phải biện pháp, người Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc vẫn luôn truy sát người Sở ra chúng ta. Đây là thanh âm một nam nhân, ngữ khí thập phần bất định. Trở về, nếu như Tiêu Linh Nhi biết chúng ta bán đứng bọn hắn, chúng ta trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đây là thanh âm một nữ tử, tương đối bén nhọn. Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt liền biết hai người là ai, hai người không phải ai khác chính là Sở Viêm cùng Sở Thanh trước đó rời đi. Lúc ấy chúng ta rời đi tiết lộ hành tung bọn hắn cho Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng chỉ có chúng ta biết, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, bọn hắn làm sao có thể biết được. Sở Viêm lo lắng nói. Hừ, muốn trở về thì ngươi trở về, dù sao ta sẽ không trở về, hiện tại lâu lan cổ địa là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần lực chi tinh, chỉ cần chúng ta được thần lực chi tinh, cho dù là Sở gia, chúng ta còn cần sợ ai. Sở Thanh lạnh lùng nói. Ngừng lại, nàng lại bổ sung một câu, Sở Viêm, người tốt nhất nghĩ cho rõ ràng, người nếu trở về, coi như được thần lực chi tinh cũng phải giao cho Sở gia. Huống chi, Tiêu Linh Nhi chỉ là một dược nô mà thôi, vậy mà đối với chúng ta la hét om sòm,
thật sự cho rằng nàng là ai. Ta chính là không quen nhìn nàng, lần trước Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn không giết chết nàng là vận khí nàng tốt, nếu như ta biết rõ hành tung nàng hiện tại, ta nhất định nghĩ hết biện pháp giết chết nàng. Nói đến đây, trong mắt Sở Thanh lóe lên nồng đậm vẻ ác độc, nàng với đối Tiêu Linh Nhi ngược lại không có quá nhiều cừu hận, vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ ghen ghét mà thôi. Sở Thanh, ngươi muốn giết chết ai đây? Sở Viêm còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nghe được thanh âm này, Sở Viêm cùng Sở Thanh hai người toàn thân run lên, khắp cả người phát lạnh. Sở Thanh cùng Sở Viêm kinh hãi bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi tới, hai người đồng thời kêu lên sợ hãi, Tiêu Linh Nhi. Gọi ra cái tên này, hai người bị dọa đến lui lại mấy bước, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tiêu Linh Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Sở Thanh áp chế một cách cưỡng ép sợ hãi trong lòng, nhìn Tiêu Linh Nhi nói. Về phần Tiêu Phàm, nàng ngược lại liền nhìn đều không nhìn một chút, bởi vì giờ phút này Tiêu Linh Nhi đi ở phía trước, trong lòng Sở Thanh, Tiêu Phàm chỉ là hạ nhân Tiêu Linh Nhi mà thôi. Ta làm sao lại ở chỗ này? Ngươi có phải còn hy vọng ta chết rồi hay không? Ngữ khí Tiêu Linh Nhi biến băng lạnh. Sở Viêm cùng Sở Thanh hai người rời đi. Nàng ngược lại không có nói thêm cái gì, đại nạn lâm đầu mọi người đều có lựa chọn riêng của mình, Tiêu Linh Nhi cũng không trách được cái gì. Nhưng nàng lại không thích kẻ phản bội, Sở Viêm cùng Sở Thanh là người Sở gia, lại còn cố ý tiết lộ hành tung bọn hắn cho địch nhân, đây không phải muốn mạng bọn họ sao? Tiêu Linh Nhi cũng rốt cục minh bạch, khó trách lúc trước Sở Viêm cùng Sở Thanh rời đi, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt liền truy sát đến. Nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh thì có lẽ đã sớm chết. Thậm chí, nếu như không phải gặp gỡ Tiêu Phàm, bọn hắn cũng khó trốn một kiếp. Đại tiểu thư, không phải như vậy, chúng ta chỉ là bị ép buộc. Sắc mặt Sở Viêm trắng bệch, vội vàng giải thích là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn truy sát chúng ta không có cách nào mới tiết lộ hành tung các ngươi, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết. Sở Viêm sợ hãi. Nếu như bị chụp mũ phản đồ Sở gia, không may cũng không chỉ là hắn mà còn có chi mạch của hắn, tất cả đều sẽ bị Sở gia xóa tên. Chiếu ý ngươi, lời các ngươi vừa nói đều là giả rồi. Tiêu Linh Nhi không những không giận mà còn cười nói, Sở Viêm thật đúng là không phải vô sỉ bình thường, lời như vậy đều nói được. Nếu như không phải vừa nghe được hai người bọn hắn nói chuyện, Tiêu Linh Nhi có lẽ thật đúng là tin. Bất quá nàng cũng biết nếu như Sở Viêm cùng Sở Thanh thực rơi vào trong tay Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, hai người bọn hắn đoán chừng đã sớm thi cốt hoàn toàn không có, còn có thể sống đến hiện tại. Vâng, không phải. Sở Viêm bởi vì quá mức sợ hãi, đã có chút mồm miệng không rõ. Đến cùng có phải hay không? Tiêu Linh Nhi từng bước một hướng về hai người, vô luận như thế nào nàng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sở Viêm không tự giác hướng phía sau thối lui. Sở Thanh lạnh lùng chừng Sở Viêm một cái, nói, Sở Viêm, ngươi thật đúng là phế vật, lão nương còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Sở Linh Nhi tối đa cũng liền chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, hai người chúng ta liên thủ tất yếu sợ nàng sao? Có thể. Sở Viêm vẫn như cũ có chút sợ hãi, bất quá so sánh với vừa nãy thì tốt hơn rất nhiều. Có thể cái gì có thể, chúng ta cách chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng chỉ có một bước. Sở Linh Nhi vừa đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, giết nàng dễ như trở bàn tay. Sở Thanh cười lạnh liên tục, trong mắt đều là vẻ ác độc. Sở gia vẫn mù quáng vô tri như thế. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Sở gia có những người này làm sao có thể lớn mạnh đây? Ngươi tính là gì, nơi này có tư cách một hạ nhân nói chuyện sao? Sở Thanh phẫn nộ quét Tiêu Phàm một cái. Đưa tay chính là một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Cút, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, người như vậy căn bản không đáng hắn xuất thủ, bất quá hắn cũng không dự định buông tha bọn hắn. Tiêu Phàm nói ra một chữ, hư không đột nhiên mãnh liệt rung rung, một đạo sóng âm thực chất công kích trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Sở Thanh. Ánh mắt Sở Thanh lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng nào biết Tiêu Phàm lại cường đại như thế, không kịp lui lại, cánh tay nàng trực tiếp bị chấn vỡ. Trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, đập ầm ầm trên phế tích. Ngươi là kiếm hạt tử. Phía sau, Sở Viêm đột nhiên kinh khủng hét lớn. Kiếm hạt tử, Sở Thanh vừa từ trong phế tích bò lên nghe được câu này, thân thể mềm nhũn kém chút lại ngã xuống.
nàng tự nhiên nghe nói qua Kiếm Hà Tử là ai, đây chính là kẻ liền Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều bị hắn dọa chạy, thậm chí còn có thể từ trong tay Chiến Hoàng Thiên thong dong thối lui. Dạng thực lực này, nàng một chiến thánh cảnh trung kỳ như thế nào có thể địch nổi? Đừng nói chiến thánh cảnh trung kỳ, coi như nàng là chiến thánh cảnh đỉnh phong thì như thế nào, Kiếm Hà Tử giết nàng còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tiêu Phàm sờ mũi một cái, hắn cũng không nghĩ đến Kiếm Hà Tử vậy mà nổi danh như thế. Sở Thanh, ngươi đi mau, ta ngăn cản bọn hắn. Sở Viêm đột nhiên không biết dũng khí nơi nào đến, ngăn khuất bên người Sở Thanh. Được, Sở Thanh nghe vậy cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Quả là một người vô tình. Tiêu Phàm lắc đầu, Sở Viêm coi như có chút lương tâm, nhưng Sở Thanh quá vô tình, hơn nữa thập phần ác độc, người như vậy Tiêu Phàm giết nàng đều cảm thấy bẩn tay mình. Muốn chạy, gặp ta liền tính các ngươi không may. Tiêu Linh Nhi nhìn thấy Sở Thanh rời đi, không chút do dự truy theo. Nàng trước đó không muốn giết bọn há là bởi vì không có lý do giết bọn hắn, tối đa cũng chính là tham sống sợ chết mà thôi. Nhưng từ khi biết mình và đám người Sở gia bị bọn hắn bán đứng, Tiêu Linh Nhi đối với bọn họ đã lộ ra sát cơ, bởi vì Sở Thanh cùng Sở Viêm bán đứng, Sở gia chết rất nhiều người, cuối cùng chỉ có 8 người sống sót. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Linh Nhi biến mất tại chỗ, hắn đã đoán được kết cục Sở Thanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Sở Viêm, xem ngươi có chút dũng khí, cho ngươi một cái chết thông khoái. Sở Viêm còn muốn nói cái gì? Nhưng mà một đạo sóng xung kích mãnh liệt thẳng vào đầu óc hắn, trong nháy mắt đánh tan ý chí cùng linh hồn hắn. Cũng đúng lúc này, Tiêu Linh Nhi từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Sở Viêm phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Cũng coi là thay Sở gia thanh lý môn hộ. Tiêu Linh Nhi nhìn thi thể trên mặt đất thản nhiên nói, không cần hỏi cũng biết, kết cục Sở Thanh cũng chẳng tốt đẹp gì. Buồn cười là Sở Thanh còn coi là nàng và Sở Viêm có thể là đối thủ của Tiêu Linh Nhi, nhưng mà chỉ vừa đối mặt liền bị Tiêu Linh Nhi giải quyết. Đi thôi, người như vậy không đáng giá. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, Tiểu Kim mở rộng bước chân, hướng về nơi xa bay đi, Tiêu Linh Nhi vội vàng đuổi theo. Đối với Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi mà nói, sự tình Sở Thanh cùng Sở Viêm chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, thời gian nửa chén trà nhỏ. Bọn hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Ca, sao không đi nữa? Vừa nãy cỗ cường đại ba động kia chính là từ phía trước truyền đến. Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói. Ta biết, hơn nữa ta còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, trong miệng chậm chạp nói, chiến thần điện rốt cục bắt đầu mất xương cốt sao? Cái gì xương cốt? Tiêu Linh Nhi cổ quái nhìn Tiêu Phàm, nghi hoặc khó hiểu nói. Thần lực chi tinh. Tiêu Phàm phun ra mấy chữ. Thần lực chi tinh, Tiêu Linh Nhi kinh ngạc vô cùng, trong miệng đủ để nhét trứng vịt. Thần lực chi tinh là cái gì nàng rất rõ ràng, nếu như luyện hóa mà nói, đây chính là có thể đột phá chiến thần cảnh đó. Có chút đồ vật cũng không phải tốt như tưởng tượng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt hắn, thần lực chi tinh chỉ là chiến thần điện chịu bỏ vốn ra mà thôi, mục tiêu chính là để tu sĩ chiến hồn đại lục không ngừng tàn sát lẫn nhau. Mà người chiến hồn đại lục vẫn làm không biết mệt, không biết bản thân chỉ là đồ chơi mà thôi, coi như được thần lực chi tinh cũng không có tư cách làm chủ vận mệnh chính mình. Hô, đột nhiên, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ mà đến, ngay sau đó là một cỗ hồn lực cường đại ba động, làm hư không đều biến bắt đầu cuồng bạo. Ca, bọn hắn tới. Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một vệt sáng kia, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng. Tiêu Phàm lại không có quá nhiều vui mừng. Ngược lại cau mày, bên trong đạo lưu quang kia tản ra năng lượng ba động cường đại, hẳn là bảo bối. Nhưng phía sau phát ra một cỗ khí tức cường đại, cái này rõ ràng là tu sĩ khác, trong đó không thiếu chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Ca, ta cảm giác kia là đồ tốt, chúng ta không thể bỏ qua. Hai mắt Tiêu Linh Nhi tỏa ánh sáng, lách mình liền xông lên. Đừng đi, Tiêu Phàm bắt lấy bả vai Tiêu Linh Nhi, lắc lắc đầu nói. Tiêu Linh Nhi một mặt sa sút tinh thần, nhìn thấy bảo bối ở trước mắt lại bất lực, mặc cho ai đều không dễ chịu, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đạo lưu quang nơi xa, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Theo cự ly cách càng ngày càng gần, Tiêu Linh Nhi cũng rốt cuộc thấy rõ đạo lưu quang kia là vật gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, là một khỏa đá quý đốt lên hỏa diễm. K,
cái này cũng không có gì mà, làm sao nhiều người tranh đoạt như vậy. Vừa dứt lời, viên đá quý thiêu đốt lên hỏa diễm cũng trong nháy mắt tiến vào phạm vi hồn lực Tiêu Phàm, trên mặt cũng cực kỳ không bình tĩnh, ngưng tiếng nói, thần lực chi tinh. Cái gì, đây chính là thần lực chi tinh. Tiêu Linh Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn viên đá quý hỏa diễm kia, nàng tự nhiên biết rõ thần lực chi tinh là thứ gì, nhưng nàng không muốn bỏ qua, không cam lòng nhìn Tiêu Phàm nói ca, đây chính là thần lực chi tinh đó, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ. Cũng khó trách Tiêu Linh Nhi không cam lòng như thế, viên thần lực chi tinh thuộc tính hỏa diễm nhanh chóng hướng về vị trí bọn hắn là người nắm giữ ưu thế lớn nhất. Coi như bọn hắn lấy được viên thần lực chi tinh thì vẫn có đủ thời gian chạy trốn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, trầm mặc không nói, trong đầu hắn hồi tưởng lại Lâu Ngạo Thiên nói với hắn những lời kia. Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết, Lâu Lan cổ địa căn bản không có thần lực chi tinh, dù là xuất hiện thần lực chi tinh, đó cũng chỉ là chiến thần điện ném ra ngoài một cục xương mà thôi, mục tiêu chỉ là vì đám người tự giết lẫn nhau. Thần lực chi tinh cố nhiên đáng ngưỡng mộ. Nhưng Tiêu Phàm càng không muốn người khác xem như một con cờ sai sử, dù là hắn muốn giết người cũng sẽ không xung làm quân cờ của chiến thần điện. Hơn nữa, thần lực chi tinh của chiến thần điện cũng không phải tốt như vậy, người 5.000 năm trước tại Lâu Lan cổ địa được thần lực chi tinh cuối cùng tất cả thuộc về chiến thần điện, bên trong thần lực chi tinh phải có ấn ký đặc thù chiến thần điện. Nếu như Tiêu Phàm được thần lực chi tinh, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng chiến thần điện, chiếu cố cuối cùng. Kết quả này không phải Tiêu Phàm muốn. Đi thôi. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn áp chế cỗ dục vọng mãnh liệt trong lòng, mang theo Tiêu Linh Nhi hướng một bên tránh đi. Cũng đúng lúc này, thần lực chi tinh thuộc tính hỏa diễm từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, trong chốc lát liền nhập vào bên trong sơn mạch nơi xa. Hồng hộc, đồng thời, một đạo lợi mang từ phía chân trời kích xạ mà xuống, hướng về vị trí Tiêu Phàm giết tới. Tiêu Phàm vừa chuẩn bị rời đi vội vàng mang theo Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim hướng một bên tránh đi. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng linh giác lại nhạy cảm hơn, trong một chớp mắt vị trí Tiêu Phàm bọn hắn trước đó oanh một tiếng nổ tung, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm quay cuồng. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm không trung, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Ai, Tiêu Linh Nhi phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nơi đó lại có mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững ở đó, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Hồn lực Tiêu Phàm đảo qua những người này, trước tiên nhận ra mấy người trong đó, chính là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt không lâu trước đó hắn đắc tội qua. Còn có một người lại làm Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, chính là Lạc Vũ Lạc, lúc trước cùng Tư Không Vũ tiến đánh Đại Ly Đế Triều, Tư Không Vũ chết ở Đại Ly Đế Triều, mà Lạc Vũ Lạc lại không biết tung tích. Tiêu Phàm không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa khí thế trên người so sánh với lúc trước cường đại hơn quá nhiều, đoán chừng cách chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không xa. Trừ ba người này còn có một người phát ra khí thế làm Tiêu Phàm coi trọng, đó là một thanh niên mặc tử bào, dáng người cao to, tóc đen áo choàng, thần sắc cao ngạo, cặp con mắt sắc bén tựa như sinh trưởng ở trên đầu, hờ hững nhìn Tiêu Phàm. Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt. Đây là kiếm hạt tử đánh bại các ngươi. Tử bào thanh niên mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, vậy mà đánh bại cường giả cấp bậc thập đại yêu nghiệt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Theo tử bào thanh niên, cũng không phải là Tiêu Phàm quá mạnh, mà là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt quá yếu mà thôi. Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai người sắc mặt âm trầm. Những ngày qua sự tình bọn hắn bị đánh bại đã truyền khắp Lâu Lan cổ địa, một khi rời đi Lâu Lan cổ địa, chuyện xấu bọn hắn đoán chừng sẽ vang vọng chiến hồn đại lục. Đây đối với hai người mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên vừa nãy bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm liền trực tiếp xuất thủ công sát Tiêu Phàm. Dù hai người liên thủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, muốn trừ bỏ ô danh nhất định phải giết Tiêu Phàm. Hoàng Phủ Thiên Hữu, nếu cảm thấy ngươi lợi hại, người có thể lên. Độc Cô Tướng Đình cười lạnh nhìn tử bào thanh niên, chúng ta bại là bởi vì Hoàng Phủ Thiên Hữu ngươi không cùng kiếm hạt tử khai chiến mà thôi. Ngươi nếu thật cùng hắn đánh nhau, đoán chừng so với chúng ta còn muốn không chịu nổi. Độc Cô Tướng Đình có thể ước gì kéo tử bào thanh niên Hoàng Phủ Thiên Hữu xuống nước, dù sao, Hoàng Phủ Thiên Hữu dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt,
nếu là ba người bọn hắn liên thủ thì khả năng giết chết Tiêu Phàm càng lớn. Ngươi không cần khích tướng ta, giết một chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, nào có tất yếu tự mình động thủ. Hoàng Phủ Thiên Hữu khịt mũi coi thường, sau đó chỉ một hắc bào nam tử bên cạnh nói, ngươi, đi giết hắn. Hoàng Phủ Thiên Hữu mặc dù khinh thường thực lực Tiêu Phàm, nhưng là hắn vẫn cẩn thận là hơn, để một chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng Tiêu Phàm động thủ, hắn thấy đã đủ để thăm dò ra ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm. Vâng, thiếu chủ, hắc bào nam tử nhìn Tiêu Phàm một cái, trong mắt hơi có chút vẻ kiêng dè, bất quá vẫn không dám vi phạm mệnh lệnh Hoàng Phủ Thiên Hữu. Hắc bào nam tử lách mình xuất hiện ở không trung Tiêu Phàm bọn hắn, chào hỏi không đánh, một cước hung hăng hướng về bọn Tiêu Phàm dẫm đạp xuống. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần đạm mạc, lẳng lặng đứng ở đó, tựa như căn bản không nhìn thấy hắc bào nam tử đánh tới, Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim cũng bình tĩnh lạ thường. Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, đây chính là siêu cấp thiên tài đánh bại các ngươi. Không trung phía trên, Hoàng Phủ Thiên Hữu nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn bất phi sở động, lập tức khinh thường cười ha hả. Một chiến thánh cảnh hậu kỳ trước mặt liền đường phản kháng đều không có, có mạnh hơn lại có thể mạnh hơn nơi nào. Cái gì kiếm hạt tử, hữu danh vô thực mà thôi. Hắc bào nam tử quát lạnh một tiếng, nhìn thấy một cước sắp tới gần Tiêu Phàm, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng tàn nhẫn. Sát na phương hoa, cũng ngay lúc này, một đạo thanh âm hờ hững vang lên, ngay sau đó, một đạo bạch sắc lưu quang từ vị trí Tiêu Phàm phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt nở rộ, sau đó trong nháy mắt chôn vùi. Muốn dọa ta sao, chết đi, hắc bào thanh niên thập phần khinh thường, nhưng mà vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, bàn chân hồn lực khổng lồ cũng trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét trứng vịt, dù Độc Cô Tướng Đình bọn hắn cũng là như thế, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà cường đại như thế. Ngươi lại dám giết người Hoàng Phủ gia tộc ta. Hoàng Phủ Thiên Hữu lấy lại tinh thần phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử này vậy mà nghĩ cũng không nghĩ liền giết người Hoàng Phủ gia tộc, thật đúng là lớn mật. Giết người không cần nghĩ. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại một tiếng. Giết người không cần nghĩ. Lời nói Tiêu Phàm nhàn nhạt vang vọng thật lâu tại hư không, liền tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Chém giết một cường giả chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm liền tựa như nghiền chết một con kiến, huống chi người này còn muốn giết hắn, Tiêu Phàm làm sao có thể nghĩ gì. Lúc hắc bào nam tử đối với hắn động sát nghiệp, liền đã định trước kết cục của hắn. Thần sắc Hoàng Phủ Thiên Hữu băng lãnh, sát ý đáng sợ hướng về Tiêu Phàm bao phủ đến, đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản bất phi sở động. Khóe miệng Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hơi hơi dương lên, nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hữu ăn thiệt thòi, trong lòng bọn hắn cũng thập phần sảng khoái, nếu như có thể, ba người bọn hắn liên thủ ứng phó Tiêu Phàm, khả năng chém giết Tiêu Phàm càng lớn hơn. Muốn động thủ cũng nhanh chút, qua một lúc thần lực chi tinh khả năng liền rơi vào tay người khác. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói. Quả nhiên, mấy người nghe vậy, ánh mắt bọn hắn đều nhìn về phía chân trời, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Hai vị, ta giúp các ngươi giết hắn, một khối thần lực chi tinh thuộc về Hoàng Phủ gia tộc ta, thấy thế nào? Hoàng Phủ Thiên Hữu đột nhiên mở miệng nói, hắn hiện tại đối với Tiêu Phàm đã động sát tâm. Dám trắng trợn giết người Hoàng Phủ gia tộc, xem như thiếu chủ Hoàng Phủ gia tộc, hắn tự nhiên nuốt không trôi cái khẩu khí này. Ta không muốn giết hắn. Độc Cô Tướng Đình đạm mạc cười một tiếng, trong đáy lòng hắn mặc dù muốn Tiêu Phàm chết, nhưng hắn càng không muốn từ bỏ thần lực chi tinh. Không liên quan đến ta. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng nhún nhún vai. Các ngươi, Hoàng Phủ Thiên Hữu kém chút tức hộc máu. Hắn như thế nào không biết bản thân rõ ràng bị Độc Cô Tướng Đình cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt lừa. Trước đó rõ ràng là bọn hắn động thủ đối với Tiêu Phàm, mà hiện tại bọn hắn vậy mà đứng cùng một đầu chiến tuyến châm đối bản thân. Cách đó không xa, Lạc Vũ Lạc trầm mặc không nói, bị Tam Đại Yêu Nghiệt xem nhẹ, thần sắc hắn vô cùng khó chịu, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Nếu như đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ Thập Đại Yêu Nghiệt. Nhưng hiện tại hắn cùng với ba người bọn hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ thần lực chi tinh, chỉ là ba người đều không động thủ, hắn cũng không dám mang theo người chiến hồn điện tự tiện rời đi.
Một khi hắn rời đi, ba người Độc Cô Tướng Đỉnh dẫn theo tam đại gia tộc, nhất định sẽ trước tiên châm đối chiến thần điện bọn hắn xuất thủ. Các ngươi rất tốt, hồi lâu, Hoàng Phủ Thiên Hữu khẽ cắn môi, trên trán nổi gân xanh, tựa như quyết định trọng đại, lại nói, ba người các ngươi nếu giúp ta giết hắn, Hoàng Phủ gia tộc rời khỏi việc tranh đoạt thần lực chi tinh, thấy thế nào? Hoàng Phủ huynh quả nhiên thẳng thắn, Độc Cô Tướng Đỉnh cười ha ha một tiếng, tựa như âm mưu đạt được. Ta tự nhiên là không có vấn đề, bất quá, nếu như muốn động thủ mà nói, vậy sẽ phải giết sạch, nữ nhân kia cùng đầu xúc sinh cũng thuận tiện làm thịt. Thần sắc Mộ Dung Minh Nguyệt thập phần âm trầm nói. Lạc Vũ Lạc ngẫm lại, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được. Nếu như không đáp ứng, Lạc Vũ Lạc hắn cùng người chiến thần điện cũng sẽ bị người tam đại gia tộc liên thủ ứng phó, bọn hắn cũng không có khả năng lấy được thần lực chi tinh, lúc này không thể không đáp ứng. Lạc Vũ Lạc biệt khuất vô cùng, chuyện này nguyên bản không liên quan đến hắn, nhưng mà cuối cùng lại đem hắn lôi xuống nước, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hoàng Phủ Thiên Hữu làm sao không phải đây, hắn chỉ là giễu cợt Độc Cô Tướng Đỉnh cùng Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, nhưng từ đầu đến cuối lại bị hai người kéo xuống nước, còn không thể không từ bỏ tranh đoạt thần lực chi tinh. Tứ đại thế lực cuối cùng tổn thất to lớn nhất vẫn là Hoàng Phủ Thiên Hữu hắn. Hắn hận không thể lập tức xông lên giết Tiêu Phàm. Muốn giết, tự nhiên một tên cũng không để lại. Hoàng Phủ Thiên Hữu cười lạnh nói, hiện tại giết Tiêu Phàm đã không đủ để phát tiết lửa giận trong lòng, hắn còn muốn Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi chôn cùng. Một tên cũng không để lại. Khóe miệng Tiêu Phàm hiện ra một vòng lãnh quang, sát tính Hoàng Phủ Thiên Hữu thật đúng là không phải lớn bình thường, lửa giận trong lòng hắn cũng dâng lên. Hắn vốn không muốn cùng bọn hắn tranh đoạt thần lực chi tinh, nhưng Độc Cô Tướng Đỉnh bọn hắn vậy mà ngăn lại đi đường, còn muốn giết hắn, thật sự cho rằng Tiêu Phàm hắn dễ ức hiếp sao. Ngươi yên tâm, ta không dám hứa chắc, nhưng những người Hoàng Phủ gia tộc ngươi, ta nhất định một tên cũng không để lại. Sát ý Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh. Hư không đột nhiên rơi xuống sương tuyết màu trắng, nhiệt độ bốn phía bỗng hạ thấp hơn mấy chục độ. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm cuốn lên từng đạo năng lượng ba động huyền diệu. Năng lượng ba động tựa như từng chuôi kiếm khí vô cùng sắc bén, cắt thân thể tu sĩ bốn phía, máu tươi vẩy ra hư không. Bách hoa sát, Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, năng lượng ba động đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, ngàn vạn lợi nhận xen lẫn tại hư không, rõ ràng chỉ là một loại thiên địa chi ý nhưng lại vô cùng chân thực. Phốc phốc phốc, từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ. Cùng phi tuyết dung hợp cùng một chỗ ngưng tụ thành từng đóa huyết sắc băng tinh chi hoa, nhìn qua duy mỹ, thê lãnh dị thường. Vẻn vẹn trong nháy mắt, những băng tinh chi hoa đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo băng tinh chi nhận cắt hư không, ngay sau đó truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Vị trí Hoàng Phủ gia tộc, huyết hoa bay vụt, trừ Hoàng Phủ Thiên Hữu, những người khác đều bị băng tinh chi nhận nhất kiếm phong hầu. Thi thể bọn hắn cũng bị đánh thành cái sàng. Toàn thân vô số lỗ thủng, lại không một chỗ hoàn hảo, có mấy người tức thì bị phân thây, tay cụt chân cụt rơi xuống mặt đất. Công kích bậc này không nói miểu sát chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng miểu sát chiến thánh cảnh hậu kỳ vẫn không có bao nhiêu khó khăn. Ngắn ngủi chốc lát, Hoàng Phủ gia tộc trừ Hoàng Phủ Thiên Hữu, những người khác đều bỏ mình, tất cả chỉ vì hắn nói câu nào đó, phải giết bọn Tiêu Phàm một tên cũng không để lại. Mà hiện tại... Tiêu Phàm thật làm cho Hoàng Phủ gia tộc một tên cũng không để lại. So với Hoàng Phủ gia tộc, Chiến Thần Điện, Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc tốt hơn nhiều, chỉ chết chừng phân nửa, bởi vì Tiêu Phàm công kích chủ yếu là châm đối Hoàng Phủ gia tộc, bằng không mà nói, những người này cũng chưa hẳn có thể sống sót. Tất cả những thứ này cơ hồ liền phát sinh ở một cái hô hấp, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không thể nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà đáng sợ như thế. Đối với thiên địa chi ý lĩnh ngộ vậy mà đã đạt tới cấp độ chân chính hóa hư làm thật, dạng thực lực này đừng nói cùng giai hiếm có địch thủ, chính là vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu thì tính sao đây? Tính, yên tĩnh tuyệt đối. Hoàng Phủ Thiên Hữu nói một câu trong nháy mắt ứng nghiệm trên người tu sĩ Hoàng Phủ gia tộc, bạt tai này, đánh thực rất vang. Cho dù là Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, một chiêu miểu sát mấy chục tu sĩ phía dưới chiến thánh cảnh hậu kỳ. Dạng thực lực này, phóng nhãn chiến hồn đại lục lại có mấy người. Kiếm hạt tử, vô luận ngươi là ai, trên trời dưới đất, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Hoàng Phủ Thiên Hữu ngửa mặt lên trời gào thét,
hư không bỗng nhiên chấn động, có thể thấy hắn giờ phút này phẫn nộ. Dưới mắt hắn, Tiêu Phàm vậy mà giết mười mấy người hoàng phủ gia tộc hắn, cái này cũng không chỉ là đơn giản mất mặt, mà là sinh thù đại hận. Yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ đi Đông Vực một chuyến, nếu có ngày đó, hy vọng người hoàng phủ gia tộc ngươi đều rửa sạch cổ trở lấy. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, hắn còn nhớ mối thù của Phong Lang với gia tộc hoàng phủ. Vì huynh đệ mình, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ đích thân tới hoàng phủ gia tộc đòi lại công đạo cho Phong Lang. Mí mắt hoàng phủ Thiên Hữu cuồng loạn, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, chẳng lẽ kiếm hạt tử có thù với gia tộc mình? Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể ghi hận người hoàng phủ gia tộc như thế? Kiếm hạt tử, Độc Cô gia tộc cùng ngươi không thù, ngươi vì sao giết người Độc Cô gia tộc ta? Độc Cô tướng Đình đột nhiên đứng ra, chất vấn Tiêu Phàm. Độc Cô tướng Đình, ngươi vừa nãy không phải nói muốn giết ta à? Ta giết người Độc Cô gia tộc ngươi thì có vấn đề gì sao? Huống chi người Độc Cô gia tộc, ta cũng không phải chưa từng giết. Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn thì cực kỳ khinh thường, chỉ cho Độc Cô tướng Đình ngươi giết người, chẳng lẽ liền không cho phép ta giết người Độc Cô gia tộc ngươi? Huống chi, Tiêu Phàm đâu chỉ giết qua người Độc Cô gia tộc, ngay cả người Mộ Dung gia tộc cũng giết không ít. Tiêu Phàm nói vô cùng phách lối, coi như ta giết, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi, Độc Cô tướng Đình khó thở, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, vừa nãy hắn xác thực động sát tâm đối với Tiêu Phàm, liền Độc Cô gia tộc không ít người đều muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giết bọn hắn, lại có cái gì không bình thường đây? Chỉ là tại trong lòng Độc Cô tướng Đình hắn, chỉ có Độc Cô gia tộc hắn giết người, không ai dám giết người Độc Cô gia tộc hắn. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi, còn có ngươi, bốn người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Phàm lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, ngón tay chỉ Độc Cô tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Lạc Vũ Lạc cách đó không xa nói. Ngươi muốn khiêu chiến bốn người chúng ta? Trên mặt Độc Cô tướng Đình lại lộ ra vẻ lạnh như băng, hắn lần trước xác thực thua Tiêu Phàm, nhưng thực lực cũng kém không bao nhiêu. Huống chi, hiện tại bốn người bọn hắn liên thủ, trong đó còn có ba người là cấp nhân vật thập đại yêu nghiệt, chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đừng nói giết một kiếm hạt tử, dù là đối mặt chiến hoàng thiên lại như thế nào. Bất quá Lạc Vũ Lạc lại cau mày, nhìn Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, các hạ, ta có vẻ như không có thủ với ngươi. Ta thấy ngươi chướng mắt, muốn giết ngươi đấy, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt Lạc Vũ Lạc âm trầm đáng sợ, lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, mới vừa rồi còn nói muốn giết ta, ngươi không phải đã đáp ứng sao, ngươi yên tâm, qua một lúc ta sẽ chiếu cố ngươi. Nghe nói như thế, Lạc Vũ Lạc không khỏi run run, thực lực hắn mặc dù không yếu, hơn một năm nay bởi vì không có phụ tử Tư Không Vũ cùng Tư Không Tàng Kiếm ngăn cản, cảnh giới hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn vẫn kém thập đại yêu nghiệt, chính diện giao phong tuyệt đối không phải đối thủ thập đại yêu nghiệt. Hắn rất rõ ràng, nếu như bị Tiêu Phàm chiếu cố, hắn khẳng định khó thoát cái chết. Xin lỗi, thần lực chi tinh ta không muốn. Lạc Vũ Lạc khẽ cắn môi, để lại một câu nói liền biến mất tại chỗ, không đợi đám người phản ứng, hắn hóa thành một vệt sáng biến mất ở cuối chân trời. Thật đúng là tên gia hỏa tham sống sợ chết. Hoàng Phủ Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng. Ta không cho là như thế, ta cảm thấy Lạc Vũ Lạc nhạy bén hơn các ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Giết người Hoàng Phủ gia tộc ta, nhất định sẽ lột da chóc thịt ngươi. Hoàng Phủ Thiên Hữu hung dữ nhìn Tiêu Phàm, để lại một câu nói, Hoàng Phủ Thiên Hữu liền hướng về Tiêu Phàm đánh giết. Đám người Độc Cô gia tộc nghe lệnh, giết nữ nhân kia cho ta, còn có con súc sinh kia. Độc Cô tướng Đình cũng không chần chờ nữa, lấy hắn đối với Tiêu Phàm biết, ít nhất phải hai người cùng tiến lên mới có thể giết chết Tiêu Phàm, hiện tại cơ hội tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giết bọn hắn, chết đi cho ta. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng nhào về phía Tiêu Phàm. Tam đại yêu nghiệt đồng thời ra tay với một người, đây là sự tình chưa từng có, hai đại gia tộc còn lại cùng người chiến thần điện tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Bất quá bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, người hai đại gia tộc càng là hướng về Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi đánh tới. Nhìn thấy ba người đánh tới, thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh như thường, thân thể như thanh yên từ từ bay ra, đem sân bãi nơi này tặng cho Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi. Lấy thực lực Tiểu Kim,
có thể dưới mắt Chiến Hoàng Thiên giết chết thủ hạ chiến thánh cảnh đỉnh phong, ứng phó những người này tự nhiên là quá dễ. Giết, ba đạo thanh âm quát lạnh vang lên, khí thế đáng sợ đồng thời hướng về Tiêu Phàm nghiền ép, toàn thân Tiêu Phàm khẽ run lên. Không hổ là tam đại yêu nghiệt, chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, thi triển ra bất diệt kim thân. Hắn một mực ghi khắc lúc trước Túy Ông cùng Bác Lão nói, hắn vẫn không có sử dụng lực lượng tự thân, đạt tới cảnh giới này chỉ có rèn luyện tự thân, đánh xuống cơ sở càng vững chắc mới có thể đi càng xa. Giơ lên Tu La kiếm trong tay, đưa tay chém ra một kiếm, một đóa kiếm liên to lớn tại hư không nở rộ, trong nháy mắt ngăn trở công kích Hoàng Phủ Thiên Hữu. Nhất kiếm sinh liên mặc dù cường đại nhưng ta đủ kháng trụ, hai người các ngươi thừa dịp cơ hội này làm thịt hắn. Hoàng Phủ Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi nói. Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng cơ hội tốt này, hai người bọn hắn từ bên cạnh xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, tốc độ nhanh vô cùng. Kiếm ảnh lấp lóe bổ ra hư không, từ trên cao gào thét mà xuống, muốn đem Tiêu Phàm xé nát. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đột nhiên lại động Tu La kiếm trong tay, đồng thời bắn ra hai đạo kiếm mang, hướng về hai phương hướng quét sạch đi, lại có hai đóa kiếm liên đồng thời nở rộ. Không có khả năng, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đồng thời kêu to, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, một người làm sao có thể đồng thời thi triển sát chiêu đến ba lần. Đâu chỉ bọn hắn không tin, chính là Chiến Thiên Cửu lúc trước cũng không tin. Cũng chính là bởi vì như thế Chiến Thiên Cửu mới ăn một cái thiệt thòi lớn, mất hồn thiên tinh hỏa toa. Ầm ầm, tiếng va chạm đáng sợ giống như lôi âm cuồn cuộn, sóng gió hung mãnh quét sạch giữa thiên địa, xé mở hư không, nơi đó hư vô khí lưu loạn xạ vô cùng kinh khủng, rất có lực sát thương. Bất quá rất nhanh, hư không liệt phùng phục hồi như cũ, bộc lộ ra không trung, tu sĩ phía dưới đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy ba đóa hoa sen thánh khiết tại hư không đồng thời nở rộ, ngăn trở công kích tam đại yêu nghiệt liên thủ, tất cả hư không đều rằng co tại cùng một chỗ. Lấy lực lượng một người ngạnh kháng tam đại yêu nghiệt, có người kinh hô mà ra, còn người kịch liệt co vào, trong lòng bọn hắn rung động mãnh liệt. Động tính to lớn cũng hấp dẫn rất nhiều người xung quanh, không ít người nhìn thấy tình hình chiến đấu nơi này, toàn thân phát run. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn liền bị cảnh tượng ánh lửa trùng thiên nơi xa hấp dẫn, nơi đó chính là vị trí thần lực chi tinh rơi xuống sơn mạch, rất nhiều người không lo được chiến đấu nơi này, hướng về dãy núi kia đánh tới. Tầng chiến đấu này cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu bằng thần lực chi tinh. Cảm nhận được đám người bốn phía nhào về phía thần lực chi tinh, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, không có cái gì không có khả năng, ta còn có thể tiếp tục thi triển một kiếm. Không biết các ngươi ai có thể lại kháng một kiếm này không đây? Còn có thể thi triển một kiếm. Toàn thân ba người Độc Cô Tướng Đình run rẩy kịch liệt một cái, kém chút đứng không vững, nhất kiếm sinh liên nở rộ hoa sen liền cùng bọn hắn bất phân thắng bại, nếu như lại đến một kiếm, kết quả có thể thấy. Kiếm hạt tử, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi nếu còn có thể thi triển một kiếm đã sớm có thể giết chúng ta, còn cần cùng chúng ta nói nhảm sao? Độc Cô Tướng Đình cười lạnh nói. Một bộ ta xem thấu ngươi. Vậy người không tin ta rồi. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Hừ, có bản sự lại đến một kiếm, Độc Cô Tướng Đình ta đón lấy. Độc Cô Tướng Đình cười lạnh nói, trong lòng lại bổ sung một câu, ta tin rằng ngươi cũng không có khả năng thi triển ra một kiếm nữa, có thể ra ba lần đã là cực hạn, người không thể nào làm được lần thứ tư. Độc Cô Tướng Đình, ta rất bội phục dũng khí ngươi. Tiêu Phàm cười cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.